Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 1021, về Long Kinh, xả thân vì đất nước. Chết đến nơi rồi mà còn dám giả mồm, chết đi. Khương Minh Vũ quả quyết nổ phát súng thứ hai vào đầu Tiêu Chính Văn. Cạch, cò súng chuyển động, nhưng lại không nghe thấy tiếng vang. Lúc Khương Minh Vũ hoàn hồn lại thì phát hiện trong tay Tiêu Chính Văn đã xuất hiện rất nhiều linh kiện của súng ống. Không ngờ vừa nãy Tiêu Chính Văn lại tháo rời toàn bộ súng trong tay hắn bằng tay không. Tiêu rồi. Khương Minh Vũ ném súng xuống, lấy dao găm phía sau mình ra. Thế nhưng nắm đấm của Tiêu Chính Văn đã xông đến trước mặt hắn, thậm chí Khương Minh Vũ chỉ kịp lấy dao găm ra, quay đầu lại thì nhìn thấy nắm đấm to lớn đã đến trước mặt mình. Một đấm. Nắm đấm khủng khiếp đập thẳng lên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Cú đấm mạnh mẽ này khiến mặt hắn méo mó, cả người bay thẳng ra ngoài. Máu me be bét. Dao găm trong tay hắn tuột khỏi tay phóng ra ngoài, bay trong không trung rồi cắm xuống đất. Chết đi. Tiêu Chính Văn bước lên một bước, đạp thẳng vào lồng ngực hắn. Chỉ thấy lòng bàn chân của Tiêu Chính Văn dùng sức thật mạnh, đạp gãy xương ngực của Khương Minh Vũ, lồng ngực lập tức xuất hiện hình dáng lõm xuống. Phụt, tôi sai rồi, tôi không muốn chết. Xin anh tha cho tôi. Không phải tôi cố ý muốn đánh lén các người, không phải cố ý muốn ra tay với các người. Khương Minh Vũ vừa nôn một ngụm máu, vừa lên tiếng bắt đầu van xin. Vừa nãy hắn nghe thấy tiếng xương của mình nứt ra, đau đớn kịch liệt khiến hắn không muốn sống. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, sức mạnh ẩn chứa trong lòng bàn chân của Tiêu Chính Văn ở trước ngực mình. Có thể chắc chắn rằng, chỉ cần Tiêu Chính Văn nhấn mạnh thêm thì hắn sẽ bỏ mạng tại chỗ. Tôi nói với cậu một chuyện, lòng nhân từ đối với kẻ địch chính là sự tàn nhẫn với mình đấy. Trên mặt Tiêu Chính Văn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đừng, anh không thể giết tôi, đây chỉ là cuộc thi mà thôi, chúng ta có thể thương lượng đàng hoàng. Trong mắt Khương Minh Vũ toát lên vẻ hoảng sợ. Hắn đưa tay đẩy chân Tiêu Chính Văn, hy vọng có thể xê dịch chân của Tiêu Chính Văn ra. Bởi vì sức của Tiêu Chính Văn đã khiến hắn dần dần không cách nào hít thở. Kiểu người kiêu ngạo như các người mà cũng cầu xin người khác sao? Nhưng rất đáng tiếc, tôi không định tha cho anh. Tiêu Chính Văn nói xong thì khí thế giảm xuống, dùng sức đạp mạnh. Khóe miệng của Khương Minh Vũ để lại một vết máu, sau đó nghiêng đầu chết tại chỗ. Tiêu Chính Văn nhặt dao găm của Khương Minh Vũ dưới đất lên, đến trước mặt Trương Cương, muốn xử lý vết thương cho anh ta. Nhưng Trương Cương lại nhận lấy dao găm, nói với Tiêu Chính Văn, chủ soái Tiêu, anh sắp về đích rồi, cuộc thi này liên quan đến vinh dự không được phép xảy ra sơ suất. Nhưng vết thương của cậu, chút vết thương này với tôi mà nói thì không tính là gì, tôi tự xử lý là được rồi, chủ soái Tiêu anh mau lên đi, tôi có thể chăm sóc tốt cho mình, tôi đã bảo người của đội cứu viện đến rồi. Trương Cương ngẩng đầu lên, mơ hồ có thể thấy trên đỉnh đầu có một chiếc trực thăng cứu viện bay đến. Vậy tốt, cậu yên tâm nghỉ ngơi là được, cuộc thi tiếp theo do tôi tiếp tục tiến hành. Sau khi Tiêu Chính Văn để lại câu này thì tiếp tục chạy về phía trước. Anh biết, nếu mình không thể hoàn thành cuộc thi, vậy thì mọi nỗ lực trước đó đều uổng phí. Những người này đều là kẻ địch tầm thường mà thôi, kẻ địch lớn hơn vẫn còn ở phía sau. Cố lên, nhất định phải thắng. Sau khi Trương Cương để lại câu này thì cảm thấy đầu óc choáng váng. Sau đó ngất đi vì mất máu quá nhiều. Tiêu Chính Văn tiến hành chạy nước rút một mạch về phía trước, chặng đường 10 cây số không ngắn, nhưng với mọi người mà nói thì đã chạm đến giây phút của sự sống và cái chết. Đội ngũ chạy phía trước cũng có thời gian rảnh tay để đối phó với đối thủ phía sau. Suy cho cùng thì trong một đội, chỉ cần có một người đến điểm cuối thì coi như bên đó thắng. Dọc đường sau khi Tiêu Chính Văn đã giải quyết mấy kẻ địch cản đường, cuối cùng đã về đích với thành tích đứng đầu, thành công hoàn thành cuộc thi. Lúc này, Hồ Chí Hải vội chạy đến, ghé sát bên tai Tiêu Chính Văn, nói chủ soái Tiêu. Xảy ra chuyện rồi, đại diện các nước đều đã rời nơi thi đấu. Tôi cảm thấy, sắp có chuyện lớn xảy ra. Ngoài ra, gần đảo Quan Quỳnh đã xuất hiện chiến hạm, còn có hải quân của liên quân 9 nước. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiêu Chính Văn nghe vậy thì nhíu chặt mày. Trên người toát ra sát khí vô cùng lạnh lùng, giận dữ nói, về Long Kinh. Rõ. 5 phút sau,
Tiêu Chính Văn và Hồ Chí Hải dẫn theo thành viên dự thi đến thẳng bến tàu, chuẩn bị lên tàu rời khỏi đảo. Nhưng một nhóm cấm vệ quân Long Kinh được trang bị vũ trang đầy đủ, đột nhiên vây quanh tàu, thậm chí là cầm súng, bao vây toàn bộ đám người Tiêu Chính Văn. Các người làm gì vậy? Hồ Chí Hải tức giận, quát lên. Tên đội trưởng dẫn đội đeo mặt nạ và nón sắt tác chiến chỉ lộ ra hai con mắt, nói với giọng rất trầm thấp, nhận được mật báo của cấp trên. Ở đây xuất hiện phản quân, giam giữ tất cả mọi người ở đảo ngay tại chỗ. Tướng quân Hồ, chủ soái Tiêu, xin đừng làm khó chúng tôi. Phản quân, ở đây toàn bộ đều là anh hùng tham gia thi đấu vì Hoa Quốc. Phản quân ở đâu ra? Cút đi, chúng tôi phải quay về ngay lập tức. Hồ Chí Hải nổi giận đùng đùng. Tên đội trưởng vẫn không nhúc nhích, cấm vệ quân ở xung quanh cũng vẫn duy trì tư thế cầm súng. Lúc này ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh như băng, nhìn tên đội trưởng chăm chăm, nói anh biết tôi sao? Tên đội trưởng nghe vậy thì nheo mắt, lạnh lùng nói, tiếng tăm của chủ soái Tiêu, có ai mà không biết chứ? Vẫn mong chủ soái Tiêu tạm thời ở lại trên đảo, đợi bên phía Thiên Tử các cha rõ, chắc chắn sẽ thả nhóm người của chủ soái Tiêu rời khỏi đảo. Tiêu Chính Văn liếc nhìn cấm vệ quân gần đó với vẻ mặt lạnh lùng, ước chừng hơn 100 người. Những người này căn bản không phải đối thủ của Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn không thể ra tay giết bọn họ, dẫu sao bọn họ cũng làm việc theo quân lệnh, là binh lính của Hoa Quốc. Cho nên Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn tên đội trưởng, thờ ơ nói, tôi chỉ cho anh một cơ hội, tôi phải về Long Kinh, bất cứ ai ngăn cản tôi sẽ coi như kẻ phản bội Hoa Quốc. Tên đội trưởng nghe câu này thì cơ thể cũng khẽ run. Bọn họ đều biết uy danh của vua Bắc Lương. Nhưng tên đội trưởng vẫn kiên quyết nói, chủ soái Tiêu, thật xin lỗi, mệnh lệnh của Thiên Tử Các là phong tỏa hòn đảo, bất cứ ai cũng không thể tự tiện rời đi. Một khi rời đảo thì coi như là phản quân. Ngoài đảo, các căn cứ quân sự và trên biển, đã tập trung 50.000 cấm vệ quân Long Kinh, chủ soái Tiêu, anh vẫn nên nghĩ lại. Dầm. Kết quả vừa nói xong câu này, Tiêu Chính Văn đã thẳng chân đá tên đội trưởng ra ngoài, quỳ xuống đất một cách nặng nề, ôm bụng. Máu tươi trong mặt nạ chảy ra ròng ròng. Tiêu Chính Văn cao ngạo nhìn xuống, lạnh lùng nhìn tên đội trưởng quỳ dưới đất, sau đó ánh mắt lạnh lẽo liếc qua hơn 100 tên cấm vệ quân xung quanh, quát lớn, bây giờ, tôi phải rời khỏi đây, tôi biết các người làm việc theo mệnh lệnh. Nhưng Long Kinh đã bị một bộ phận người ti tiện bỉ ổi nắm giữ. Người ra lệnh ở Thiên Tử Các đã không phải là thiên tử nữa. Nếu các người tin tôi, thì cùng về Long Kinh với tôi, trợ giúp thiên tử. Vây bắt kẻ phản bội. Nếu Long Kinh không có thiệt hại, thiên tử trách tội, một mình tôi gánh vác. Không liên quan đến mọi người. Chương 1022, bản soái tiếp quản mấy người. Nghe thấy lời này, gần 100 lính đặc chủng cấm vệ quân cùng đưa mắt nhìn nhau. Lúc này tên đội trưởng đã đứng dậy từ trên mặt đất, nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt sắc lạnh, phẫn nộ gầm lên, chủ soái Tiêu, anh làm như vậy chính là phản quân. Chúng tôi có quyền bắn chết anh ngay tại chỗ. Nói xong, đội trưởng đó liền giơ súng lên. Thế nhưng, bịch, Tiêu Chính Văn giơ một chân về phía trước, mạnh mẽ đá bay hắn thêm lần nữa. Dầm một tiếng, tên đội trưởng ngã nhào trên mặt đất, mãi lâu sau không thể bò dậy nổi. Sắc mặt Tiêu Chính Văn vẫn lạnh tanh, gầm lên, bất cứ kẻ nào chắn đường tôi đều sẽ giết không tha. Nói xong, Tiêu Chính Văn nhấc chân nhảy lên tàu ngay trước mắt 100 lính đặc chủng cấm vệ quân đang vác súng. Mấy người Hồ Chí Hải cũng nhảy lên theo. Không ai trong số 100 lính đặc chủng cấm vệ quân kia dám làm bừa. Tiêu Chính Văn lại quay đầu nhìn bọn họ, nói các vị tướng sĩ, nếu như mấy người trung thành với Hoa Quốc thì hãy đi theo tôi trở về thủ đô cứu lấy đất nước. Nghe thấy câu nói này, đám binh lính đặc chủng đồng loạt hạ súng, lớn tiếng hô lên, đi theo vua Bắc Lương. Dứt lời, bọn họ cũng cùng nhảy lên tàu. Con tàu chuyển động rất nhanh, san bằng mọi chông gai bên trên mặt biển, tiến thẳng về phía cảng Long Kinh. Thế nhưng, con tàu vừa mới đi được vài hải lý đã bị vô số chiến hạm của Hoa Quốc bao vây. Trên bầu trời còn có cả máy bay chiến đấu lượn vòng bên trên con tàu. Tất cả vũ khí bên trên chiến hạm đều khóa chặt lấy con tàu chở mấy người Tiêu Chính Văn. Chủ soái Tiêu, chúng tôi nhận được mật lệnh của Thiên Tử Các, ở gần đảo Quan Quỳnh xuất hiện phản quân. Xin chủ soái Tiêu hãy tạm thời ở lại nơi này.
Đợi thiên tử các cha rõ nguyên nhân thì chúng tôi sẽ thả cho chủ soái Tiêu rời đi. Lúc này, trên một chiến hạm trong số đó, một trung tướng hải quân vai đeo quân hàm 2 sao cầm bộ đàm lớn tiếng hô lên. Tiêu Chính Văn đứng trên mũi tàu, liếc mắt nhìn những chiến hạm chở đầy binh lính ở gần đó, còn cả 7, 8 máy bay chiến đấu trên bầu trời, anh bước từng bước lên nơi cao nhất của con tàu, chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng. Tiếp đó, anh phẫn nộ hô lên trong gió, bản soái là vua Bắc Lương, Tiêu Chính Văn. Mệnh lệnh mấy người nhận được từ thiên tử các không phải là giả, nhưng theo như những gì bản soái biết, thiên tử các đã không còn do thiên tử chỉ huy nữa rồi. Đảo Quan Quỳnh không có phản quân, bên trong Long Kinh đang có quân giặc mưu đồ xâm chiếm lãnh thổ Hoa Quốc, muốn trói chân bản soái tại đảo Quan Quỳnh. Bây giờ bản soái phải trở về Long Kinh ngay để bảo vệ đất nước. Tướng sĩ mấy người đều là những binh lính không sợ chết của Hoa Quốc. Là nền tảng của Hoa Quốc chúng ta. Mong các vị tướng sĩ lập tức nhường đường. Thế nhưng, trung tướng 2 sao kia lại nhíu mày hô lên, chủ soái Tiêu, mệnh lệnh mà tôi nhận được là không từ mọi giá phải phong tỏa đảo Quan Quỳnh. Bất luận là ai, tự ý rời khỏi đảo Quan Quỳnh thì đều quy thành phản quân. Đối với phản quân, chúng tôi phải giết hết toàn bộ bằng mọi giá. Vậy nên chủ soái Tiêu, đừng làm ra những chuyện khiến cho thuộc hạ phải khó xử. Xin chủ soái Tiêu tạm thời ở lại nơi này. Nói xong, trung tướng 2 sao hạ lệnh với toàn quân, tất cả tướng sĩ nghe lệnh. Không được thả cho bất cứ ai rời khỏi đảo Quan Quỳnh. Kẻ nào tự ý xông qua tuyến phong tỏa, bất luận chức vụ, bất luận thân phận đều sẽ giết không tha. Nghe thấy lời này, sắc mặt Tiêu Chính Văn càng trở nên nghiêm trọng và u ám hơn. Anh nhìn tướng quân ở trên chiến hạm phía đối diện kia, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo. Bản soái hỏi lại lần cuối. Mấy người thật sự muốn ngăn bản soái trở về thủ đô đúng không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, trên người dâng lên một luồng sát khí ngút trời. Luồng hơi thở này khiến cho 5.000 cấm vệ quân phải chấn động. Giống như thuồng luồng trên biển lớn đang cuồn cuộn trỗi dậy. Trung tướng 2 sao đó cũng phát run, bị hơi thở khủng bố trên người Tiêu Chính Văn dọa sợ chết khiếp. Thế nhưng quân lệnh như núi. Hắn chỉ có thể nghiến răng nói, chủ soái Tiêu. Đây là mệnh lệnh mà thiên tử các giao cho chúng tôi. Dù có phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng thì chúng tôi cũng không thể để cho bất cứ ai rời khỏi đảo Quan Quỳnh. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn hít sâu vào một hơi, lạnh lùng nói, nếu đã như vậy thì bản soái hiểu rồi. Vừa dứt lời, tiếng rầm vang lên. Cơ thể của Tiêu Chính Văn nhảy vọt xuống từ trên tàu, lao ra giống như một luồng chớp màu vàng. Luồng sức mạnh thiên vương huyền cấp 2 sao giống như sóng to gió lớn cuốn sạch bốn phương. Tiêu Chính Văn nhảy khỏi tàu rồi lao thẳng xuống mặt biển, sau đó nhảy thẳng lên trên chiến hạm trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, rầm một tiếng, hai chân anh đặt trên boong tàu chiến hạm. Khoảnh khắc đó, tất cả cấm vệ quân trên chiến hạm đều sững sờ, hai mắt như ngây dại. Đây còn là người sao? Khoảng cách giữa con tàu và chiến hạm phải là vài trăm mét. Vậy mà Tiêu Chính Văn lại có thể xông thẳng đến. Lúc này, trong tầm mắt của tất cả mọi người, cả người Tiêu Chính Văn bừng bừng sát khí ngất trời, bước từng bước về phía trung tướng 2 sao đang đứng trên boong tàu kia. Lúc này trung tướng đó cũng trở nên hoang mang, lùi ra sau vài bước, phẫn nộ gào lên, nổ súng. Nổ súng. Thế nhưng, không một ai dám nổ súng. Đây là vua Bắc Lương. Đây là vua Bắc Lương một tháng trước khi các nước xảy ra hỗn chiến đã lập được công lao hiển hách, mang lại vinh quang về cho Hoa Quốc. Rắc. Một giây sau, trong ánh mắt khiếp sợ của cấm vệ quân và trung tướng 2 sao đó, Tiêu Chính Văn thẳng tay tóm lấy cổ hắn, nhấc hắn lên khỏi boong tàu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn rồi nói, tôi nhớ cậu. Cậu là người bên phía ông Long có phải không? Lúc này, trung tướng đó không ngừng giãy giụa. Rút súng từ bên hông ra rồi nhắm thẳng về phía Tiêu Chính Văn mà bóp cò. Thế nhưng, vào khoảnh khắc tiếng súng vang lên, viên đạn được bắn ra đó sượt qua bên tai của Tiêu Chính Văn. Muốn chết hả? Tiêu Chính Văn phẫn nộ gầm lên, rắc một tiếng, thẳng tay bẻ gãy cổ của tên trung tướng. Sau đó, Tiêu Chính Văn ném xác hắn xuống dưới sàn ngay trước mặt tất cả cấm vệ quân, ánh mắt lạnh lùng quét qua khắp chiến hạm. Nơi nào ánh mắt anh lướt qua, tất cả cấm vệ quân ở nơi đó đều sợ hãi lùi ra sau nửa bước, không dám nhìn thẳng.
Tiêu Chính Văn đưa mắt nhìn một lượt rồi lên tiếng, bản soái chính thức tiếp quản mấy người. Tất cả mọi người nghe theo lệnh của bản soái mà hành sự. Rõ. Gần như một giây sau, đám cấm vệ quân đó đều đồng loạt kính lễ. Tất cả người trên chiến hạm gần như nhận được mệnh lệnh của Tiêu Chính Văn cùng một lúc. Lập tức quay tàu, tiến thẳng tới Long Kinh để bảo vệ đất nước. Trên mặt biển có 5.000 cấm vệ quân. Ở cảng Long Kinh còn có 45.000 cấm vệ quân Long Kinh nữa. Lúc này, bên trong Thiên Tử Các, ông Long cũng nhận được thông báo của thuộc hạ ngay lập tức. Ông Long, tình hình quân sự khẩn cấp vừa mới nhận được, toàn bộ 5.000 cấm vệ quân tại đảo Quan Quỳnh đã quy về dưới trướng Tiêu Chính Văn. Bọn chúng đang hỏa tốc tiến về Long Kinh. Một tướng lĩnh cung kính đứng trước mặt ông Long, nói với vẻ mặt hơi sốt ruột và căng thẳng. Ông Long nghe vậy thì nhíu chặt mày, phẫn nộ gầm lên, một lũ vô dụng. Truyền lệnh xuống dưới, 45.000 cấm vệ quân Long Kinh ở cảng Long Kinh nhìn thấy chiến hạm trở về thì thẳng tay nổ súng. Không tiếc mọi giá, giết chết tất cả đám người Tiêu Chính Văn ngay trên biển. Rõ. Tướng lĩnh đó đáp lời, quay người nhanh chóng đi sắp xếp. Ông Long chắp tay sau lưng, đứng bên ngoài cửa phòng ngủ của thiên tử trong Thiên Tử Các, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ cổ kính. Lúc này, một nữ sĩ quan hầu hạ thiên tử bước ra khỏi phòng ngủ. Ông Long lạnh lùng hỏi, thiên tử thế nào rồi? Nữ sĩ quan khom lưng uốn gối, lắc đầu nói, ông Long, thiên tử đang hấp hối, dược sư hoàng đang trị liệu cho thiên tử, nhưng nhìn dáng vẻ thì thiên tử đã như ngọn nến trước gió, e rằng rất khó sống qua được đêm nay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1023, ý chí cứng rắn của thiên tử. Nghe vậy, ông Long cũng giật thót. Bệnh tình của thiên tử nghiêm trọng đến vậy sao? Rất khó qua khỏi đêm nay. Ánh mắt ông Long liền trầm xuống, có chút không đành lòng. Thế nhưng rất nhanh, ông ta đã điều chỉnh xong tâm trạng của mình. Không cay độc thì không phải đàn ông làm việc lớn. Ông ta phải làm vì Hoa Quốc, vì nhân dân của Hoa Quốc. Ra ngoài đi, ông Long lạnh lùng nói. Nữ sĩ quan lập tức rời khỏi Thiên Tử Các. Sau đó, ông Long đứng trước cửa, cẩn thận gõ cửa phòng, rồi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Dược Sư Hoàng đang châm cứu cho thiên tử đang rất yếu ớt nằm trên giường. Dược Sư Hoàng, thiên tử, ông ấy, ông Long nhỏ giọng hỏi. Dược Sư Hoàng rút cây kim lại, bất lực lắc đầu, nói, ông Long, số mệnh của thiên tử đã định. Dù có là Đại La Thần Tiên tới thì cũng không có cách để điều trị bệnh. Tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng hết sức giúp cho thiên tử duy trì thêm một chút hơi thở nữa. Lúc này, thiên tử nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, ngón tay khẽ gõ xuống bên giường, khó khăn mở miệng nói, ông Long. Thiên tử, ông có gì dặn dò sao? Ông Long vội vàng tiến lên trước, cung kính hỏi. Ánh mắt thiên tử mơ màng nhìn ông Long. Đột nhiên túm chặt lấy cánh tay của ông ta, dùng lực nói, ông Long, truyền thiên tử lệnh của tôi, chiêu cáo tới toàn thể nhân dân Hoa Quốc và 7 chiến khu lớn, phòng vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn, làm đại nguyên soái của Hoa Quốc nắm giữ 6 chiến khu lớn ngoại trừ chiến khu Long Kinh. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt ông Long liền trở nên khó coi, đáy mắt lóe lên sát khí nồng đậm. Thiên tử, chuyện này tuyệt đối không thể được đâu, ông cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đã. Đợi ông khỏi bệnh rồi thì lại suy xét tới chuyện này, dù sao chuyện này cũng quá trọng đại, liên quan đến lợi ích của quá nhiều người. Ông muốn thiết lập lại từ đầu vị trí đại nguyên soái thì cũng phải thông qua Thiên Tử Các, Long Các, còn có quân đội và cả hội nghị bốn bên của Võ Tông mới được. Ông Long điềm nhiên nói. Thế nhưng thiên tử lại nắm chặt lấy cánh tay của ông Long rồi khó khăn ngồi dậy. Ông Long vội vàng tiến lên đỡ lấy thiên tử, một giây sau. Ánh mắt của thiên tử trở nên sắc lạnh, giống như ánh sáng phản chiếu, nhìn chằm chằm vào ông Long rồi phẫn nộ hô lên, ông Long, ông đang kháng chỉ sao? Ông Long thấy vậy thì sợ tới mức lập tức lùi ra sau vài bước, khom lưng rồi liên tiếp lắc đầu, nói thuộc hạ không dám. Thiên tử ngồi ở bên giường, cơ thể vô cùng suy nhược, thậm chí hít thở thêm vài hơi cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Ông ấy giống như ngọn nến leo lắt trong gió, nhìn về phía Dược Sư Hoàng. Nói, ông Hoàng, xin ông tiếp tục duy trì cho tôi chút chân khí, tôi còn có vài việc cấp bách phải làm. Dược Sư Hoàng nhìn về phía thiên tử, nhíu chặt mày, cuối cùng bất lực thở dài một hơi,
lắc đầu nói, thiên tử, nếu làm như thế thì sẽ khiến cho bệnh tình của ông trở nặng nhanh hơn, thậm chí chưa chắc ông đã trụ được tới khi mặt trời lặn. Thiên tử cười nói, ông Hoàng, tôi không sợ chết, tôi là thiên tử của Hoa Quốc, dù có phải chết thì cũng phải làm vài việc cuối cùng cho sự ổn định của Hoa Quốc. Nếu như tôi cứ như vậy chết vì bệnh tật ở trên giường thì cục diện của Hoa Quốc sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu. Tất cả lũ người xấu xa trong bóng tối nhất định sẽ nhảy ra hết và mang tới tai họa cho Hoa Quốc. Dược sư Hoàng, cứ coi như đây là chuyện cuối cùng mà tôi cầu xin ông. Dược sư Hoàng nghe vậy thì nhìn về phía thiên tử, trông thấy ý chí liều chết từ trong ánh mắt hỗn độn vô thần của ông ấy. Được. Cuối cùng Dược sư Hoàng cũng gật đầu. Sau đó, cụ ta lập tức sử dụng 7749 mũi kim, mạnh mẽ khóa chặt lấy luồng chân khí cuối cùng trong cơ thể thiên tử. Sau khi làm xong tất cả, sắc mặt thiên tử trở nên hồng hào giống như đã hoàn toàn khỏi bệnh. Mà trên người thiên tử cũng dâng lên một luồng hơi thở đế vương vô cùng mạnh mẽ. Ông ấy đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông Long đang đứng ở một bên rồi lên tiếng, ông Long, ông đã đi theo tôi hơn 20 năm, quãng thời gian này, tôi đều biết hết tất cả những chuyện ông làm. Tôi biết ông là vì Hoa Quốc, thế nhưng những hành vi của ông đã vượt ra khỏi phạm vi của một kẻ bề tôi. Ông Long, ông ở lại nơi này đi. Nói xong, thiên tử giơ tay, mặc lên mình chiếc áo khoác ngoài màu vàng nhạt, bước ra khỏi phòng ngủ. Khoảnh khắc đó, bên ngoài phòng ngủ, mấy cấm vệ quân đang thi hành nhiệm vụ và các tướng lĩnh đang canh giữ trước cửa nhìn thấy thiên tử bước ra khỏi phòng ngủ thì đều ngơ ngác. Phịch! Những người này lập tức quỳ một gối lên trên mặt đất và hô lên, thiên tử. Thiên tử lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, lên tiếng, truyền lệnh, 3000 hộ long kỵ giáp đen lập tức tới bảo vệ cho thiên tử các. Tiếp tục truyền lệnh, thành viên nghị sự của thiên tử các, tứ lão long các, thập lão chiến bộ và cả thập lão tông miếu võ tông lập tức đến thiên tử các tiến hành nghị viện. Bất cứ ai không tham gia đều quy vào tội phản quốc mà xử lý. Rõ. Mấy cấm vệ quân đó lập tức quay người đi truyền lệnh xuống. Thiên tử nhìn về hai tướng lĩnh trong số đó bằng ánh mắt lạnh lùng rồi bước về phía bọn chúng. Lúc này hai tướng lĩnh đó đã đứng dậy, khom lưng uốn gối, cả người run rẩy đứng sang một bên. Thiên tử bước tới trước mặt bọn chúng, ánh mắt lạnh tanh nhìn hai người, nói, hình như trước nay tôi chưa từng gặp hai người. Hai tướng lĩnh đó lập tức cung kính đáp lời, thưa thiên tử, chúng tôi là quân đóng giữ ở Long Kinh vừa mới được điều đến. Quân đóng giữ ở Long Kinh. Thiên tử ngập ngừng nói, sau đó quay người, rút ra một thanh kiếm sắc lạnh từ trên cái giá phía sau lưng, xoẹt một tiếng, thẳng tay kề sát lên cổ của một tên trong số đó, lạnh lùng nói, ai điều động mấy người. Tên tướng quân bị thanh kiếm sắc nhọn kề sát cổ sợ tới mức khuỵu gối quỳ xuống đất, cả người run rẩy, vừa khóc vừa gào lên, thiên tử, xin tha mạng, tôi, là ông Long, là ông Long. Xoẹt. Thiên tử giơ cánh tay lên, giết chết tên đó chỉ với một nhát kiếm. Tên tướng lĩnh còn lại nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ tới mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Thiên tử ném thanh kiếm sắc nhọn nhuốm đầy máu xuống đất, nói, đám chuột nhát chết này mà cũng có thể đảm nhiệm vị trí quân đóng giữ ở Long Kinh sao. Ông Long, ông nói xem. Lúc này, ông Long đã bước ra khỏi phòng ngủ, cung kính đứng sau lưng thiên tử. Ông ta bị thủ đoạn giết người và hơi thở đế vương trên người thiên tử làm cho chấn động. Thiên tử xin hãy tha tội, là thuộc hạ không biết dùng người. Ông Long giải thích, thiên tử lạnh lùng hừ một tiếng nhưng cũng không truy xét thêm nữa. Ông ấy cũng biết, ông Long là người của Võ Thần Tông, nếu như bây giờ ra tay với ông Long thì nhất định sẽ đắc tội với Võ Thần Tông. Kế hoạch phía sau cũng không thể thuận lợi tiếp tục tiến hành nữa. Mà cùng lúc này, Long Các và quân đội đều đã nhận được mệnh lệnh từ Thiên Tử Các. Tứ lão Long Các đã bị giam lỏng bên trong Long Các. Nhận được mệnh lệnh của Thiên Tử, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông Giang, thế cục thay đổi, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị thôi. Tần Hán Quốc nghiêm túc nói. Giang Vạn Long đanh mặt, đi qua đi lại bên trong phòng hội nghị Long Các, cuối cùng đập tay lên trên mặt bàn hội nghị. Lạnh lùng nói, thông báo ngay cho đội quân ảnh tử lập tức tới bảo vệ Long Kinh. Không từ mọi giá để ngăn chặn biến động quốc gia. Được. Tần Hán Quốc gật đầu, lập tức lấy ra một chiếc điện thoại chưa từng lấy ra bao giờ, bấm một dãy số điện thoại đặc biệt. Lạnh lùng nói, tôi, Tần Hán Quốc, mệnh lệnh cấp 1.
Tất cả thành viên đội quân ảnh tử lập tức bảo vệ Long Kinh. Không từ mọi giá ngăn chặn biến động quốc gia. Nhớ kỹ, mọi người chưa từng xuất hiện dưới ánh mặt trời, thế nhưng mọi người mãi mãi là anh hùng của Hoa Quốc. Chết rồi sẽ không có ai nhớ về mọi người. Thế nhưng, tôi, Tần Hán Quốc và cả Long Các sẽ mãi mãi nhớ tới mọi người. Mọi người là những anh hùng vô danh cuối cùng của Hoa Quốc. Hoa Quốc tự hào về mọi người. Chương 1024, Thiên Uy. Dứt lời, Tần Hán Quốc cúp điện thoại luôn, đáy mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng rồi thở dài một hơi. Đội quân ảnh tử, một đội quân trước nay chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người. Một đội quân chưa từng có bất kỳ sự vinh danh nào. Đội quân đó chỉ trung thành với Hoa Quốc. Bọn họ là đội quân bí hiểm nhất của Hoa Quốc, làm công việc nguy hiểm nhất nhưng lại không có ai biết tới. Bọn họ có lý tưởng cao cả nhất, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Ôi chao! Ông Tần thở dài một hơi, dường như vô cùng không nỡ, nói, đội quân ảnh tử, tôi thật sự không đành lòng chút nào. Giang Vạn Long cũng cau mày nói, sự việc có liên quan đến nền tảng của Hoa Quốc, không còn cách khác nữa rồi. Dự tính ban đầu khi thành lập đội quân ảnh tử là nguyện chết vì Hoa Quốc. Bọn họ đều là những anh hùng vô danh, có lẽ mấy chục năm về sau, bọn họ mới được người ta biết tới. Người nhà của bọn họ hiện giờ đều không biết bọn họ đang làm gì, thậm chí còn căm ghét bọn họ. Thế nhưng mấy chục năm nữa, bọn họ sẽ hiểu ra thôi. Tần Hán Quốc không nói thêm gì, chỉ lắc đầu không ngừng. Sau đó, bốn các lão rời khỏi Long Các, đi tới Thiên Tử Các dưới sự sắp xếp của cấm vệ quân. Cùng lúc này, Tông Miếu Võ Tông Hoa Quốc. 10 vị trưởng lão nhận được mệnh lệnh của Thiên Tử Các thì cũng đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm trọng. Thế nhưng không một ai dám làm trái lại mệnh lệnh, được xe riêng của Thiên Tử Các đón tới Thiên Tử Các. Thập lão chiến bộ cũng nhanh chóng ngồi xe jeep đi tới Thiên Tử Các. Lúc này, các nhân vật cốt cán của Hoa Quốc đã ngồi chật kín bên trong đại sảnh nghị sự của Thiên Tử Các. Tứ lão Long Các, thập lão chiến bộ, thập lão Tông Miếu Võ Tông và cả một số đại thần nghị sự của Thiên Tử Các đều đã tề tựu đông đủ. Bầu không khí bên trong đại sảnh nghị sự vô cùng nặng nề. Tứ lão Long Các và thập lão chiến bộ đã âm thầm trao đổi riêng với nhau, cũng có phán đoán cơ bản nhất về cục diện hiện tại. Duy chỉ có thập lão Tông Miếu Võ Tông là như không tình nguyện nhúng tay vào cục diện trước mắt, ngồi ở nơi đó giống như 10 bức tượng điêu khắc, nhắm mắt ngậm miệng không nói lời nào. Chẳng bao lâu sau, cửa lớn của đại sảnh nghị sự mở ra. Thiên tử chắp tay sau lưng sải bước tiến vào đại sảnh nghị sự. Sau lưng ông ấy đương nhiên còn có Dược Sư Hoàng và ông Long. Tất cả mọi người khi nhìn thấy thiên tử xuất hiện thì đều run rẩy, bày ra đủ loại biểu cảm. Có kích động, có hào hứng, có hoài nghi, còn có cả kinh hoàng và sợ hãi. Tóm lại, bên trong đại sảnh nghị sự, lòng người thâm sâu khó lường. Mỗi người mang trong mình một kế hoạch riêng. Tứ lão Long Các và thập lão chiến bộ nhìn thấy thiên tử bước vào, hơn nữa sắc mặt còn hồng hào thì đều kích động và phấn khởi nói, thiên tử. Ông khỏe lại rồi à? Thiên tử nhìn bọn họ, khẽ cười rồi giơ tay ý bảo mọi người ngồi xuống. Sau đó, ông ấy đứng tại vị trí chủ tọa, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, hơi thở đế vương lan tỏa ra khắp bốn phía. Không ít kẻ ôm trong lòng toan tính xấu xa đều sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Tôi tổ chức đại hội nghị sự Hoa Quốc cấp bách như vậy là có một chuyện cần công bố. Thiên tử lên tiếng, giọng nói giống như tiếng chuông chấn động khắp không gian. Tôi quyết định sắc phong vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn làm binh mã đại nguyên soái của Hoa Quốc, quản lý 6 chiến khu lớn mới ngoại trừ chiến khu Long Kinh. Vừa nói dứt lời, cả hội trường liền ồ lên. Gần như tất cả mọi người đều mở to mắt, nhìn thiên tử với vẻ không thể tin nổi. Trong nháy mắt, đủ các giọng nói dồn dập vang lên. Thiên tử, tuyệt đối không thể được, Tiêu Chính Văn mới bao nhiêu tuổi, không đức không tài, căn bản không thể ngồi lên vị trí đại nguyên soái được đâu. Thiên tử, vị trí đại nguyên soái là do tứ đại thiên tử bãi bỏ. Bây giờ ông cho khôi phục lại vị trí đại nguyên soái này thì không hợp lý chút nào. Xin thiên tử hãy suy nghĩ cho kỹ. Đây là chức vụ và thân phận cao nhất của quân đội Hoa Quốc. Nếu như Tiêu Chính Văn có ý định tạo phản thì Hoa Quốc sẽ nguy to. Cả đám đại thần nghị sự đồng loạt lên tiếng ngăn cản. Mà tứ lão Long Các và thập lão chiến bộ thì lại dựa vào lý lẽ để tranh luận.
Nói vớ vẩn, đám quan văn mấy người thì hiểu cái gì? Vua Bắc Lương công trạng lớn lao, lập được công lao hiển hách cho Hoa quốc chúng ta, khiến cho 1 triệu đại quân 8 nước phải chấn động. Trong chiến dịch liên quân 1 tháng trước đã tự dựa vào sức mình tiêu diệt 7 chiến trường lớn bên ngoài biên giới. Ngoài ra còn ngăn chặn được quân đoàn Đồ Long hơn 100.000 người của Hán Vương tại Bắc Lương. Mấy người tự mình nói xem, tất cả những thứ này đã đủ để ngồi lên vị trí đại nguyên soái hay chưa? Tần Hán quốc gần giọng, chỉ vào mấy lão già kia, ra sức công kích. Không sai, tôi đại diện cho bên quân đội tán đồng đầu tiên. Lúc này, thủ trưởng quân đội cũng đứng lên tán đồng với quyết định của thiên tử, nói, với Hoa quốc của chúng ta mà nói, Tiêu Chính Văn là vinh quang. Nếu như cậu ấy có ý định tạo phản thì tôi sẽ là người đầu tiên lấy cái chết để đền tội. Thủ trưởng quân đội đã lên tiếng, mấy đại thần nghị sự kia đều câm như hến, không dám lớn tiếng ồn ào, thế nhưng vẫn không ngừng công kích. Thủ trưởng, ông không phải là Tiêu Chính Văn, sao ông biết được cậu ta sẽ không tạo phản? Nói về vị trí đại nguyên soái này thì Tiêu Long năm xưa chính là ví dụ tốt nhất. Không sai, Tiêu Chính Văn là cháu trai của Tiêu Long, hiện giờ không rõ Tiêu Long đang ở nơi nào, có người nói đã từng gặp Tiêu Long ở trận chiến tại Bắc Lương khi đó. Nếu như hai ông cháu bọn họ liên thủ, vậy thì không phải Hoa quốc đều phải đổi hết sang họ Tiêu hay sao? Đúng thế, Tiêu Chính Văn tuyệt đối không thể đảm nhiệm vị trí đại nguyên soái. Chúng tôi lấy cái chết ra để khuyên can, xin thiên tử thu hồi lại mệnh lệnh đã ban. Tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ được đâu. Trong nháy mắt, đám đông ồn ào không thôi, mấy đại thần nghị sự đều đồng loạt quỳ xuống gào lên. Thiên tử, xin hãy nghĩ cho kỹ. Chuyện này liên quan đến nền móng của quân đội Hoa quốc, tuyệt đối không thể đoán bừa được. Thiên tử thấy vậy thì trầm mặc, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ông ấy quay đầu nhìn về phía thập lão tông miếu võ tông nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng, hỏi, 10 vị trưởng lão của tông miếu võ tông, mấy người có điều gì muốn nói không? 10 trưởng lão của tông miếu võ tông cùng đưa mắt nhìn nhau. Tứ trưởng lão của tông miếu võ tông ngồi thẳng lưng. Lúc này vẫn nhắm hờ mắt như cũ, vuốt chòm râu trắng của mình rồi nói, thiên tử, chuyện này quả thực quá đột ngột, chúng tôi cũng không chuẩn bị gì trước, không dễ đưa ra quyết định một cách quyết đoán. Theo tôi thì cứ để thêm một thời gian nữa hãy bàn bạc. Sau đó, bốp một tiếng, thiên tử đập tay lên trên mặt bàn. Vài tiếng răng rắc vang lên. Cả mặt bàn bắt đầu nứt ra, khe nứt kéo dài tới tận chân bàn, sau đó nổ tung. Chia 5 xẻ 7 ngay trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Trong thoáng chốc, những người đang ở trong đại sảnh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà đồng thời, hơi thở đế vương bá đạo trên người thiên tử cũng lan ra khắp trời đất. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía thiên tử, có cảm giác như đang nhìn về phía mặt trời, không dám nhìn thẳng. Chuyện này, lúc này, uy lực trấn áp trên người thiên tử giống như lúc mà ông ấy vừa mới đăng cơ, vô cùng bá đạo. Thiên tử phất tay, lạnh lùng nói, các vị, thiên tử tôi không phải đang thương lượng cùng với mọi người. Chuyện này tôi đã đưa ra quyết định rồi, mấy người chỉ cần nói với tôi rằng có đồng ý hay là không. Trong nháy mắt, hơi thở đế vương trên người thiên tử quét qua khắp cả hội trường. Mà cùng lúc này, trên người thiên tử xuất hiện một luồng hơi thở màu vàng nhạt. Sau lưng ông ấy ngưng tụ hình ảnh một con rồng vàng trao liệng lên trời cao. 10 trưởng lão của tông miếu võ tông nhìn thấy hình ảnh rồng vàng đó thì cả người phát run, lập tức đứng dậy rồi quỳ lên trên mặt đất, cao giọng hô lên, thiên tử. Tôi đại diện cho tông miếu võ tông xin nghe theo ý kiến của thiên tử. Khủng bố! Hư ảnh rồng vàng đó chính là tổ long của Hoa quốc, là hơi thở của quốc vận Hoa quốc. Khoảnh khắc vừa nãy, vậy mà thiên tử lại không ngại sử dụng quốc vận của Hoa quốc để uy hiếp mọi người. Thiên tử! Xin hãy nghĩ cho kỹ. Thế nhưng lúc này vẫn có người lên tiếng khuyên ngăn. Thiên tử lạnh lùng nhìn xuống dưới, chỉ là một ánh mắt đơn giản. Khụ khụ, người đó bị ánh mắt của thiên tử làm cho chấn động đến mức ngã văng ra xa, rầm một tiếng, đập vào bức tường phía sau rồi phun ra vài ngụm máu tươi, chết không kịp trăng trối. Còn ai muốn khuyên ngăn tôi nữa không? Thiên tử phẫn nộ nói, giống như rồng nổi giận. Đây chính là thiên uy. Chính là khí thế của thiên tử Hoa quốc. Chương 1025, Võ Thí Thiên và Thiên Tử.
uy nghiêm của thiên tử khiến cả phòng nghị sự chấn động. Lúc này tất cả lãnh đạo nghị sự đều yên lặng như ve mùa đông. Không nhìn thấy người khuyên can lúc nãy đã bị ánh mắt của thiên tử dọa sợ chết khiếp rồi sao? Lúc này bọn họ mới nhớ ra, ban đầu lúc thiên tử đăng cơ đã có phong thái như thế nào? Bọn họ đã sắp quên mất ý chí kiên cường sát phạt và thủ đoạn ngông cuồng khi ấy của thiên tử. Lúc này nhớ lại thì đều run rẩy ớn lạnh sống lưng. Ánh mắt của thiên tử lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, nói thập lão tông miếu võ tông đều đã đồng ý, mọi người còn ai không đồng ý nữa không? Ông ấy vừa dứt lời, những lãnh đạo nghị sự quỳ dưới đất đều đưa mắt nhìn nhau, không ai dám phản bác. Xin nghe theo mệnh lệnh của thiên tử. Đám người hô to. Ánh mắt thiên tử lạnh tanh, đang định lên tiếng tuyên bố, thì đột nhiên ngoài cửa có một bóng người cao lớn đi vào, mang theo uy nghiêm áp chế ngút trời, âm thanh tựa như chuông lớn, lạnh lùng nói, cuộc họp của thiên tử các, thập lão của tông miếu võ tông đều đến, sao có thể thiếu tôi chứ? Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều liếc nhìn sang, họ thấy một người đàn ông trung niên dáng người khôi ngô, toàn thân khí thế hừng hực, chắp tay sau lưng, bước vào đại sảnh. Phù phù. Lúc này dường như mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Bởi vì người đến không ai khác mà chính là đệ nhất võ tông của Hoa Quốc, tông chủ của võ thần tông Võ Thí Thiên. Ông ta mặc áo choàng dài màu bạch kim, để lộ ngực, lộ ra bắp thịt cường tráng, toàn thân cứ như mang theo hơi thở sấm sét, vô cùng bức bách người khác. Nhất là khuôn mặt chữ vuông vắn, mày kiếm mắt sáng, trong đôi mắt càng mang theo uy thế ngút trời. Khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thiên tử xoay người lại, nhíu chặt mày, nhìn Võ Thí Thiên đang bước vào, trầm giọng nói, tông chủ Võ, sao ông lại đến đây? Thoạt đầu Võ Thí Thiên liếc nhìn mọi người trong phòng nghị sự, sau đó ánh mắt mới đặt trên người thiên tử, khẽ gật đầu, nói, thiên tử, tôi nghe nói thiên tử các mở cuộc họp gấp, ngay cả thập lão của tông miếu Võ Tông, thập lão chiến bộ, cùng với tứ lão Long các cũng tham gia, tại sao không mời tôi? Lúc này ông Long từ phía sau Võ Thí Thiên đi ra. Lặng lẽ đứng sang một bên. Thiên tử nhìn ông Long, nhíu chặt mày, chất vấn với giọng điệu lạnh lùng, là ông nói với tông chủ Võ sao? Ông Long khom người, nói thiên tử, liên quan đến việc sắc phong đại nguyên soái, không thể xem nhẹ, tôi nghĩ, theo lý thì nên thông báo với tông chủ Võ, cho nên. Im miệng. Thiên tử gầm lên giận dữ, tát mạnh vào mặt ông Long một bạt tai đau điếng. Ông Long bị cú tát của thiên tử đánh bay ra ngoài, đập mạnh lên bức tường, lăn lộn dưới đất, phun ra một ngụm máu tươi. Cả bức tường đều nứt toác. Lúc này xung quanh đều chết lặng. Mọi người không dám thở mạnh. Thiên tử đánh xong lại lạnh lùng nhìn sang Võ Thí Thiên. Đây là đang giết gà dọa khỉ, thể hiện thiên uy. Ông Long cũng ôm ngực, nhanh chóng đứng dậy, không dám nói lời nào, lặng lẽ đứng sang một bên. Võ Thí Thiên hơi nhíu mày lại, nhưng cũng không nói gì, liếc xéo thiên tử, cười nhạt, thiên tử, hả giận chưa? Thiên tử lạnh lùng hừ một tiếng, nói tông chủ Võ, ông có gì muốn nói sao? Võ Thí Thiên đáp lời, liên quan đến vị trí đại nguyên soái chiến khu Hoa Quốc, tôi nghĩ, thiên tử vẫn nên suy nghĩ lại. Chuyện này, suy cho cùng cũng liên quan đến gốc rễ của quân đội Hoa Quốc, tính chất quan trọng, tuyệt đối không thể tùy tiện quyết định. Hơn nữa. Tôi nghe nói, gần đây thiên tử phát bệnh cũ, cơ thể không khỏe lắm, cho nên tôi hy vọng thiên tử vẫn nên nghỉ ngơi, việc nước cứ giao cho người bên dưới xử lý. Nếu thật sự không được nữa thì còn có võ thần tông của tôi có thể thay thế xử lý việc của Hoa Quốc. Ba câu nói khiến xung quanh im lặng. Bầu không khí như đóng băng. Tất cả mọi người đều nghe ra được, ẩn ý sâu xa trong ba câu nói của Võ Thí Thiên là gì. Ông ta đang cố tình gây áp lực trước mặt thiên tử. Nhất là câu cuối cùng đã vượt quá giới hạn cuối cùng. Thiên tử nghe vậy, mặt đỏ bừng bừng, tức giận nói với giọng điệu lạnh lùng, Võ Thí Thiên. Ông biết ông đang nói chuyện với ai không? Ông là đang ra lệnh cho thiên tử sao? Võ Thí Thiên vội cười nói, không dám, thiên tử nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là một lòng nghĩ cho nền móng của Hoa Hạ. Nói cách khác thì Tiêu Chính Văn không đủ tư cách làm đại nguyên soái. Nếu thiên tử khăng khăng như thế thì tôi chỉ đành làm việc theo kế hoạch của mình. Ầm ầm, câu nói này có ý uy hiếp. Đây đã không đơn giản là thảo luận vấn đề vị trí đại nguyên soái nữa, mà là đang uy hiếp thiên tử.
Võ Thí Thiên có lòng bất chính. Lúc này tứ lão Long Các như Giang Vạn Long, Tần Hán Quốc, cùng với thập lão chiến bộ nhao nhao chỉ trích Võ Thí Thiên. Tông chủ Võ, ông hỗn xược, ông dám nói chuyện với thiên tử như vậy à? Ông như vậy là vượt ranh giới, là đại nghịch bất đạo. Võ Thí Thiên, quyết định của thiên tử, lẽ nào ông dám phản kháng sao? Tông chủ Võ, ông như vậy là muốn phản quốc à? Đối mặt với cơn tức giận của mọi người, Võ Thí Thiên không hề thay đổi cảm xúc, mà liếc nhìn tứ lão Long Các và thập lão chiến bộ với ánh mắt lạnh lùng. Sau đó ông ta lên tiếng, tứ lão các chủ và 10 vị trưởng lão chiến bộ, những lời tôi nói cũng không phải là đang trao đổi với các người. Dầm! Câu nói này hoàn toàn khiến cả hội trường chấn động. Võ Thí Thiên muốn chèn ép thiên tử sao? Lúc này tất cả mọi người đều nhìn sang Võ Thí Thiên bằng ánh mắt khó tin. Thiên tử cũng vô cùng tức giận, giải phóng hết long khí quốc vận toàn thân ra ngoài, gầm lên giận dữ, Võ Thí Thiên, ông như vậy là muốn chống lại thiên tử tôi sao? Lẽ nào ông muốn phản bội Võ Tông, phản bội Hoa Quốc hay sao? Võ Thí Thiên nheo mắt, bị long khí quốc vận lớn mạnh trên người thiên tử dọa sợ. Quốc vận vào thân, thiên tử, ông như vậy là đang đánh cược tính mạng của mình sao? Võ Thí Thiên lạnh lùng nói. Bầu không khí trong cả phòng nghị sự hết sức căng thẳng, như gươm rút ra khỏi vỏ. Không ai ngờ được, tình thế sẽ đi đến bước đường này. Võ Thí Thiên lại dám chống đối thiên tử. Võ Thí Thiên, tôi hỏi ông lần cuối, ông có phải là cấp dưới không? Thiên tử lạnh lùng nói. Một câu nói đơn giản mà lực sát thương cực mạnh. Võ Thí Thiên nghe vậy cũng nhíu mày. Lúc này cả phòng nghị sự đa phần đều là nhân vật nồng cốt của Hoa Quốc. Nếu ông ta dám nói nửa chữ không thì chính là phản quân. Địa vị sau này Võ Thần Tông sẽ nhanh chóng có chuyển biến bất ngờ. Nghĩ tới nghĩ lui, Võ Thí Thiên cười khẩy, nói, đương nhiên là cấp dưới. Phù! Thoáng chốc tất cả trong phòng nghị sự mới phở phào nhẹ nhõm. Thiên tử vẫn lạnh lùng nhìn Võ Thí Thiên, nói quyết định của thiên tử tôi, bây giờ ông còn muốn phản bác không? Võ Thí Thiên nhíu mày. Không nói câu nào mà phất tay áo rời đi. Trước khi đi, ông ta còn để lại một câu, thiên tử, ông hãy cố gắng trân trọng từng giây từng phút, nếu ông có thể chống đỡ đến lúc mặt trời mọc ngày mai, thì tôi sẽ chấp nhận việc Tiêu Chính Văn được sắc phong làm đại nguyên soái Hoa Hạ. Sau đó mãi cho đến khi Võ Thí Thiên đi khuất, khí thế đáng sợ trong cả đại sảnh mới rút đi như thủy triều. Tất cả mọi người đều đầm đìa mồ hôi lạnh. Võ Thí Thiên là tông chủ Võ Thần Tông. Cường giả thiên vương cấp thiên bốn sao đấy. Kiểu uy nghiêm áp chế khủng khiếp ấy khiến cho vừa nãy tất cả mọi người đều không thở nổi. Thiên tử, chúng ta nên làm thế nào? Lúc này, Giang Vạn Long thì thầm hỏi nhỏ. Thiên tử nhíu mày, lạnh lùng nói, lập tức thông báo toàn chiến khu, Tiêu Chính Văn đã trở thành đại nguyên soái Hoa Quốc. Ngoài ra, nếu Tiêu Chính Văn về đến Long Kinh, bảo cậu ấy lấy Long Kiếm, chém hết tất cả đám thần phản loạn. Chương 1026, người đầu tiên tôi giết sẽ là anh. Vâng. Giang Vạn Long đáp, sau đó hỏi, nhưng Võ Thần Tông thì phải làm sao? Hôm nay có vẻ như Võ Thí Thiên đã có ý đồ muốn làm phản rồi. Thiên tử nhíu chặt mày, cả người toát ra hơi thở đáng sợ nói, chỉ cần có tôi ở đây thì ông ta không dám làm phản đâu. Giang Vạn Long gật đầu. Lúc này thủ trưởng quân đội bước vào nói, thiên tử. Chiến khu Tam Đại Tân có động tĩnh, chuyện này có khả năng liên quan đến Võ Thần Tông. Tôi lo đến lúc đó dù Tiêu Chính Văn có thân phận đại nguyên soái cũng không chắc có thể ra lệnh cho chiến khu Tam Đại Tân. Tôi làm thế không phải là vì để Tiêu Chính Văn chỉ huy các chiến khu lớn, mà là vì cho cậu ấy một thân phận để đặt một ván cược lên người cậu ấy. Nếu Tiêu Chính Văn thua thì dĩ nhiên thân phận đại nguyên soái này không còn bất kỳ tác dụng nào nữa. Nếu Tiêu Chính Văn thắng thì tất cả những người và thế lực chống lại chúng ta đều là kẻ phản nước. Tôi đang ra một đề bài trắc nghiệm cho họ để họ tự lựa chọn xem nên đặt cược vào ai. Thiên tử nói, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng. Thủ trưởng quân đội nghe thế thì hiểu ý thiên tử ngay, ông ta gật đầu nói, tôi hiểu rồi. Ông ta vừa dứt lời, người thiên tử bỗng cứng đờ, sau đó nôn ra một ngụm máu. Thiên tử! Ông không sao chứ? Giang Vạn Long vội vàng đỡ lấy thiên tử. Thiên tử xua tay nói, không còn nhiều thời gian nữa,
bây giờ Tiêu Chính Văn đang ở đâu? Theo tin tức thì Tiêu Chính Văn dẫn theo 5.000 cấm vệ quân Long Kinh đang trên đường đến bến cảng, ở đó còn 45.000 cấm vệ quân nữa. Nếu cậu ấy không vượt qua được thì thua. Lúc này thủ trưởng quân đội lộ ra vẻ lo lắng. Cùng lúc đó, bến cảng lớn nhất ở Long Kinh, Tiêu Chính Văn đã dẫn 5.000 cấm vệ quân đến bến cảng. Nhưng lúc vừa định bước xuống tàu chiến, xung quanh bến cảng bỗng có hàng chục nghìn cấm vệ quân được trang bị vũ khí đầy đủ xuất hiện. Người dẫn đầu là một thượng tướng, phó tướng xuất sắc nhất bên cạnh tổng tư lệnh cấm vệ quân Long Kinh, Hàn Đào. Chủ soái Tiêu, đã lâu không gặp, nhận được lệnh khẩn cấp từ Thiên Tử Các, đảo Quan Quỳnh xuất hiện quân phản nước xông đến bến cảng, không biết chủ soái Tiêu có gặp một đám quân phản bội hơn 5.000 người đó không? Hàn Đào lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn đứng trên tàu chiến chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nhìn Hàn Đào và cấm vệ quân ồ ạt chạy đến đứng phía sau hắn. Phóng tầm mắt ra xa, trong phạm vi 5 km của bến cảng đã bị hơn 40.000 cấm vệ quân Long Kinh bao quanh. Khắp nơi đều là cấm vệ quân mặc quân phục màu đen được trang bị đạn thật súng thật, quanh đó còn có xe tăng và đạn pháo. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh như băng nhìn Hàn Đào dẫn đầu đoàn quân đó nói, không ngờ lại là anh. Hàn Đào khẽ cười nói, đúng thật, không ngờ sẽ có ngày Hàn Đào tôi đứng về phe đối lập với chủ soái Tiêu. Chủ soái Tiêu, tôi là cấp dưới cũ của anh nên nhắc anh một câu, đừng làm chuyện gì khác thường, ở đây có hơn 40.000 cấm vệ quân, một mình anh không giết hết được đâu. Anh cứ ngoan ngoãn ở đây, chẳng có việc gì xảy ra cả, tôi là cấp dưới cũ của anh nên tuyệt đối trung thành với chủ soái Tiêu. Nghe hắn nói thế, Tiêu Chính Văn nhướng mày, hừ một tiếng nói, Hàn Đào. Năm đó anh thông đồng với địch bán đứng chuyện bí mật của quân đội, tôi nể tình chiến công của anh với đất nước nên khoan dung tha cho anh một con đường sống. Nhưng không ngờ anh lại có thể trà trộn vào cấm vệ quân, còn trở thành thượng tướng ba sao, xem ra thế lực đằng sau anh không hề nhỏ nhỉ. Nghe anh nói thế, Hàn Đào giễu cợt cười nói, chủ soái Tiêu, anh đừng nên nghe ngóng về thế lực sau lưng tôi. Hôm nay anh tuyệt đối không thể rời khỏi đây. Nếu anh biết điều thì bước xuống tàu ngay lập tức, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn như cọ súng ra lửa chẳng hạn, thế nào? Hừ, Tiêu Chính Văn lạnh lùng khịt mũi, lớn giọng nói, Hàn Đào, năm đó tôi nên tự tay bắn chết anh. Bây giờ tôi cảnh cáo anh, lập tức bảo người của anh tránh ra, nếu không tôi sẽ là người đầu tiên giết anh. Ha ha ha, Hàn Đào bật cười nói, chủ soái Tiêu. Tình hình bây giờ đã như thế rồi mà anh vẫn muốn giết tôi sao? Phía sau tôi có hơn 40.000 cấm vệ quân, hễ anh có hành động gì khác thường thì họ sẽ nổ súng ngay. Nhưng nếu chủ soái Tiêu đồng ý xuống đây rồi quỳ xuống liếm giày cho tôi có thể giữ lại mạng sống cho chủ soái Tiêu. Dứt lời, Hàn Đào nhấc giày chiến của mình lên, trên mặt giày còn dính ít bùn đất. Chủ soái Tiêu, bây giờ Hoa Quốc đã bắt đầu thay đổi. Chúng ta phải học cách đứng về phía thế lực mới. Nếu chủ soái Tiêu u mê không tỉnh thì cuối cùng sẽ chết không lối thoát. Ồn quá đi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, anh giơ tay lên, con dao quân đội năm cạnh trong tay bỗng chốc biến thành một luồng ánh sáng trắng bắn ra, sau đó tiếng phập vang lên, con dao đó đâm xuyên vào ngực Hàn Đào. Mắt Hàn Đào hiện lên vẻ hoảng hốt, đến chết hắn cũng không tin Tiêu Chính Văn sẽ ra tay thật. Cốp, hắn khuỵu gối xuống đất. Sau đó ngã vào vũng máu. Cảnh tượng này khiến hàng nghìn cấm vệ quân xung quanh khiếp sợ. Tiêu Chính Văn cầm con dao quân đội năm cạnh còn dính máu từng bước đi xuống tàu chiến. Cấm vệ quân cầm súng ở xung quanh đều nhìn nhau, không một ai dám nổ súng trước. Sau đó Tiêu Chính Văn đi đến trước thi thể của Hàn Đào lạnh lùng nhìn hắn rồi ngước lên đảo mắt nhìn xung quanh nói tôi, vua Bắc Lương, Tiêu Chính Văn. Bây giờ tôi sẽ là người quản lý quân đoàn của mọi người. Nếu ai không muốn bị quản lý thì một là bỏ vũ khí xuống rời khỏi đây ngay, hai là tôi sẽ chết giết người đó với tội danh phản nước. Câu nói của anh làm cả hiện trường chấn động. Lúc này tất cả cấm vệ quân đều không dám động đậy. Tiêu Chính Văn cứ từng bước đi xuyên qua đám cấm vệ quân đông đảo, đến khi đi đến cạnh chiếc xe jeep quân sự rồi mở cửa ra. Sau đó anh tức giận nói, bây giờ, tất cả lập tức quay về Long Kinh xả thân vì nước. Ra lệnh xong, Tiêu Chính Văn lập tức lên xe đạp chân ga, chiếc xe jeep rời khỏi bến cảng như thanh kiếm sắc bén phóng nhanh đi. Mấy cấm vệ quân đó không hề chần chừ một giây phút nào,
nhanh chóng quay về Long Kinh. Đại quân có sự thay đổi lớn. Lúc này trong phòng chỉ huy quân đội nơi nào đó ở Long Kinh. Cái gì, cấm vệ quân ở bến cảng đang đi về phía Long Kinh hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Tên Hàn Đào kia đâu? Tiếng hét cực kỳ tức giận vang vọng khắp phòng chỉ huy. Lúc này một người đàn ông trung niên đang phẫn nộ nghe điện thoại. Tướng quân, có lẽ Hàn Đào đã bị chủ soái Tiêu giết rồi, hơn 40.000 cấm vệ quân đều nghe theo lệnh của chủ soái Tiêu. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Giọng nói run rẩy vang lên từ đầu bên kia. Nghe thế, trán người đàn ông trung niên toát mồ hôi lạnh, nói, mẹ kiếp, một đám vô dụng. Lập tức điều động 30.000 cấm vệ quân trong Long Kinh. Dù có liều mạng đến người cuối cùng cũng phải ngăn hơn 40.000 cấm vệ quân này cho tôi, tuyệt đối không thể để Tiêu Chính Văn bước nửa bước vào Long Kinh. Nhưng ông ta vừa dứt lời. Pằng pằng. Bên ngoài vang lên tiếng súng. Sau đó một nhóm người được trang bị vũ khí xông vào trong. Dẫn đầu là một người đàn ông vạm vỡ cao 1m9 vác theo khẩu súng liên thanh. Anh ta bước vào lập tức túm lấy cổ áo người đàn ông trung niên mặc quân phục, xách ông ta lên, nói, bắt đầu từ bây giờ Điện Thần Long chính thức tiếp quản phòng chỉ huy này. Chương 1027, Hai Chiến Thần Xưa. Sau đó một đám người lao vào lập tức khống chế phòng chỉ huy. Tổng tư lệnh đó cũng bị người đàn ông lực lưỡng cao 1m9 đè chặt lên bàn. Người đàn ông lực lưỡng nhấc điện thoại vệ tinh lên gọi đến một số điện thoại, kính cẩn nói, Long Tôn, tôi đã khống chế được phòng chỉ huy rồi. Ở đầu bên kia điện thoại, Long Ngao nghiêm nghị nói, tốt lắm. Cứ tiếp tục nhiệm vụ. Sau đó Long Ngao cúp máy, nghiêm nghị nhìn cấp dưới bên cạnh hỏi, Long Vương đi đến đâu rồi? Cấp dưới trả lời, còn cách Long Kinh 25 km nữa. Gọi hết các anh em đi đón Long Vương với tôi. Long Ngao ra lệnh. Vâng. Ngay lập tức hơn 300 cao thủ của Điện Thần Long tập trung tại căn cứ dưới lòng đất của Điện Thần Long ở Long Kinh, sau đó cùng lên đường đi đến phía ngoài cửa biên giới Long Kinh. Cùng lúc đó, trong Long Kinh, trong một sơn trang bí ẩn nào đó, Võ Thí Thiên ngồi trong sảnh lớn lạnh lùng đảo mắt nhìn ông Long đứng một bên nói. Trưởng lão Long, ông làm rất tốt chuyện lần này. Tiếp theo ông cứ âm thầm quan sát động tĩnh của chúng. Nghe thế ông Long nói, tông chủ, võ thần tông không nhúng tay vào chuyện này nữa thật sao? Nếu Tiêu Chính Văn kịp thời về Long Kinh xả thân vì nước, thì kế hoạch của chúng ta sẽ hỏng bét vào lúc quan trọng. Hơn nữa hôm nay thiên tử đã thay đổi thái độ, e là tôi không có khả năng ở lại thiên tử các nữa. Võ Thí Thiên nhếch môi nở nụ cười tà ác. Sắc mặt lạnh lùng nói, trưởng lão Long, ông thật sự nghĩ chỉ với kế hoạch gấp gáp này của chúng ta mà có thể làm Hoa Quốc lung lay sao? Ông tưởng mấy ông lớn của thiên tử các như Tứ Lão Long Các, Thập Lão Chiến Bộ và Thập Lão Tông Miếu Võ Tông, thậm chí là 6 vị quốc lão của Tông Miếu Hoa Quốc sẽ không trở lại đường lui à? Trưởng lão Long, ông vội vàng quá, âm mưu và kế hoạch này chỉ là bước đầu tiên tôi thăm dò Hoa Quốc thôi, tôi muốn xem phản ứng của các bên thế nào. Xem ra Long Các và quân đội luôn đứng về phía thiên tử, còn 10 lão già ở Tông Miếu Võ Tông cũng là người gió chiều nào theo chiều ấy, không hề sợ. Chỉ có 6 vị quốc lão đó là khiến tôi lo lắng thôi. Nghe ông ta nói thế, ông Long nhíu mày khó hiểu hỏi, tông chủ, ông hiện giờ đã đạt tới cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao, đại quốc lão mạnh nhất trong 6 vị quốc lão Hoa Quốc đó cũng chỉ mới là cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao thôi. Hoàn toàn không phải là đối thủ của ông, sao ông lại lo lắng về họ chứ? Võ Thí Thiên nhướng mày, ánh mắt lạnh băng nhìn ông Long, khi nghe đến cái tên đại quốc lão thì khẽ run lên. Mặc dù đại quốc lão chỉ mới là thiên vương địa cấp 3 sao nhưng nếu sử dụng quốc vận Hoa Quốc thì quốc vận sẽ tăng lên, dù có là tôi cũng không chắc có thể đánh thắng ông ta, huống hồ là 6 vị quốc lão. Hơn nữa ông thật sự nghĩ Hoa Quốc chỉ có 6 vị quốc lão này thôi sao? Câu nói của Võ Thí Thiên khiến cả người ông Long run lẩy bẩy. Tông chủ, ý của ông là ngoài 6 vị quốc lão ra, Hoa Quốc vẫn còn quốc lão khác sao? Ông Long lo lắng hỏi, lộ ra vẻ mặt không dám tin. Võ Thí Thiên nở nụ cười nham hiểm nói, còn 2 người nữa nhưng đã rất lâu rồi chưa xuất hiện, thậm chí ngay cả người trong thế gian đã quên mất họ luôn rồi. Hoa Quốc chưa đến lúc nguy cấp nhất thì họ sẽ không ra tay đâu. Ông Long vội vàng hỏi, tông chủ, là 2 người nào thế?
Võ Thí Thiên đứng dậy chắp tay sau lưng bước đến cạnh cửa nhìn bầu trời bên ngoài, trong mắt hiện lên ẩn ý khó hiểu nói, là mấy người cũ ở thời đại của nhị đại thiên tử. Họ từng làm dạng danh cả thời nhị đại thiên tử, được gọi là hai chiến thần mạnh nhất dưới trướng của nhị đại thiên tử lúc đó. Ầm ầm. Câu nói này khiến ông Long hoàn toàn khiếp sợ. Là người ở thời đại nhị đại thiên tử. Chuyện này đáng sợ quá. Nếu như thế thì chẳng phải hai người đó đã hơn 100 tuổi rồi sao? Tông chủ, người ông nói đến không phải là hai nhân vật kia chứ? Lúc này ông Long rất hoảng sợ, bỗng nhớ đến khả năng nào đó. Nhưng chẳng phải họ đã mai danh ẩn tích lâu rồi sao? Còn có tin đồn là họ đã chết trên chiến trường nào đó. Sao lại? Võ Thí Thiên xoay người lại nhìn ông Long, nhướng mày cười nói, đúng thế, chính là hai ông già đó. Một người tên là Đồ Thiên. Một người tên là Thí Địa. Vào thời nhị đại thiên tử, họ đã là cường giả thiên vương. Bây giờ ở thời đại này, họ đã đạt đến cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao rồi, rất có thể đã vượt qua cảnh giới này đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết đó. Nói đến đây, ánh mắt Võ Thí Thiên hiện lên vẻ mừng rỡ. Cảnh giới đó là cảnh giới vượt cả thiên vương. Thiên thần. Thiên thần là cảnh giới mà ai cũng phải khát khao. Chỉ khi đạt đến cảnh giới đó mới có thể được gọi là thay da đổi thịt, mới có thể nắm giữ thiên hạ, mới có thể hiểu được căn nguyên của thế giới này. Thiên thần. Ông Long thốt ra tên cảnh giới đó. Chỉ mới nói thôi mà ông ta đã run lẩy bẩy, không dám tưởng tượng. Trong ấn tượng của ông ta, tông chủ ở cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao đã là nhân vật đỉnh cấp không thể chạm tới được. Nhưng trên cảnh giới này còn có cảnh giới thiên thần. Đã nhiều năm nay ông Long chưa thấy ai đạt đến cảnh giới thiên thần. Nếu là hai ông lão của Hoa Quốc đạt đến cảnh giới thiên thần thật thì quả là chuyện khó tin. Đồ Thiên, Thí Địa, chỉ riêng hai cái tên này thôi cũng đủ để làm chấn động bốn phương. Cùng lúc đó, 5 km ngoài Long Kinh, Long Ngao dẫn các cường giả của Điện Thần Long đứng đợi ở đây từ nãy. Lúc này một chiếc xe jeep chạy đến từ đằng xa với tốc độ nhanh khiến cát bụi bay tứ tung. Đám người Long Ngao đều quỳ một gối xuống đất, cao giọng nói, nghênh đón Long Vương. Két két, tiếng phanh xe vang lên khắp xung quanh như tiếng rít gào của thanh kiếm sắc bén. Xe jeep dừng lại, đất bụi bay tứ tung, Tiêu Chính Văn mở cửa ra nhảy xuống xe, đảo mắt nhìn các cường giả quỳ dưới đất trước mặt nói, đứng lên hết đi. Mọi người lập tức đứng dậy. Tiêu Chính Văn nhìn Long Ngao hỏi, tình hình hiện giờ ở bên trong Long Kinh thế nào? Long Ngao lập tức bước đến đáp, Long Vương, chúng tôi đã khống chế toàn bộ cấm vệ quân trong Long Kinh theo lời dặn của anh. Nghe nói thế, Tiêu Chính Văn nhíu mày nói, khống chế toàn bộ dễ dàng vậy sao? Long Ngao nhún vai nói, vâng thưa Long Vương, tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Theo lý thì Long Kinh là thủ đô của Hoa Quốc, cấm vệ quân hẳn là nơi được canh phòng nghiêm mật, chặt chẽ nhất trong chiến khu, nhưng chúng tôi lại dễ dàng tấn công vào tuyến phòng ngự của chúng, khống chế phòng chỉ huy. Tiêu Chính Văn nhíu mày, đứng tại chỗ nhìn Long Kinh ở phía đằng xa nói, không có gì bất ngờ xảy ra à? Không có. Long Ngao lắc đầu. Lúc này Tiêu Chính Văn có linh tính chuyện này có vấn đề. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Tiêu Chính Văn vung tay lên sau đó nhảy lên chiếc xe jeep nói, theo tôi đến Long Kinh. Sau đó anh đạp chân ga, chiếc xe jeep lao nhanh trong gió. Không lâu sau, Tiêu Chính Văn dẫn mấy người Long Ngao đi đến dưới cửa biên giới phía đông ngoại thành Long Kinh. Tiêu Chính Văn nhảy xuống xe nhìn bức tường thành cửa biên giới dày chắc, cổ kính. Ngay khi Tiêu Chính Văn vừa định bước vào thì một người cao lớn, lạnh lùng xuất hiện trên cửa biên giới, mặc một bộ quân phục, chĩa súng vào anh nói. Kẻ phản quốc Tiêu Chính Văn dám cả gan xông vào cửa biên giới Long Kinh. Giết! Vừa dứt lời, xung quanh cửa biên giới bỗng xuất hiện một tốp binh sĩ được trang bị vũ khí đã mai phục trước đó. Thoáng chốc, họ như nước lũ bao vây Tiêu Chính Văn và hơn 300 cao thủ của Điện Thần Long. Chương 1028, người đứng đằng sau là Thái Tử. Dưới cổng thành Tiêu Chính Văn và hơn 300 cao thủ Điện Thần Long bị bao vây. Các binh sĩ được trang bị vũ khí không do dự nổ súng về phía mấy người Tiêu Chính Văn. Tạch tạch tạch, păng păng păng. Ngay sau đó, tiếng súng vang lên. Ánh lửa đầy trời. Giết! Long Ngao cũng tức giận hô lớn,
dẫn người phá vòng vây xung quanh. Lúc này dưới cổng thành trở thành chiến trường địa ngục cực kỳ ác liệt. Xung quanh là tiếng súng, khắp nơi là máu và xác chết. Mặc dù chỉ có hơn 300 cao thủ nhưng dưới sự dẫn dắt của Long Ngao, mấy người này hệt như sói vào hang dê lao vào cấu xé từ trong trận chiến hàng nghìn người xung quanh. Giết! Long Ngao hét lên, phóng dao găm màu đen vàng trong tay ra đâm xuyên qua lớp áo chống đạn của mười mấy chiến sĩ. Sau đó cả người anh ta bay bổng lên không trung siết chặt nắm đấm đập mạnh xuống đất nhanh như chớp. Rầm rầm. Cú đấm này làm mặt đất nứt toác, đám người xung quanh đó bị lực xung kích của cú đấm làm cho bay lên trời. Lúc này Tiêu Chính Văn vẫn đang đứng tại đó chắp hai tay ra sau lưng lạnh lùng nhìn bóng dáng thẳng tắp mặc quân phục trên cổng thành. Bóng người đó cũng nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn đang đứng bên dưới. Một trung tướng mặc quân phục bỗng xuất hiện sau lưng hắn. Trán toát đầy mồ hôi chạy đến nhỏ giọng nói, tướng quân, vừa nhận được lệnh từ Thiên Tử Các, Tiêu Chính Văn được phong làm binh mã đại nguyên soái Hoa Quốc. Chúng ta phải lập tức dừng hết mọi hành động, nếu không sẽ bị Chu Di cửu tộc theo luật pháp Hoa Quốc đấy. Nghe người kia nói thế, bóng người thẳng tắp đó cau mày quay đầu lại nhìn sĩ quan đang cúi đầu đứng đằng sau, cả người run lẩy bẩy, lạnh lùng nói, cậu nói gì? Tiêu Chính Văn được phong làm binh mã đại nguyên soái sao? Vâng, tướng quân mau dừng tay lại đi. Trung tướng đó lo lắng vội vã nói. Nhưng tướng quân đó lại sầm mặt hỏi, mệnh lệnh ở đâu? Chỉ gọi điện thông báo, trung tướng đó nói. Bằng. Ngay sau đó, tướng quân rút súng ra bắn một phát trúng ngay giữa trán của trung tướng. Sĩ quan đó đến chết cũng không biết tại sao mình chết. Tên tướng quân lạnh lùng nhìn thi thể sĩ quan nằm trong vũng máu. Lạnh lùng nói, binh mã đại nguyên soái thì thế nào? Chúng ta chỉ làm việc cho thái tử, dù Tiêu Chính Văn được phong làm đại nguyên soái thì cũng là ý của thiên tử. Chờ đến lúc thái tử kế vị thì mọi chuyện sẽ khác. Dứt lời, hắn quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn đứng dưới công thành, môi nhếch lên nụ cười nham hiểm, Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương, đại nguyên soái. Ha ha, chỉ cần anh ở đây thì tôi sẽ giết chết anh, vị trí đại nguyên soái này là của tôi. Nói xong, hắn vung tay lên tức giận nói, kẻ phản đồ Tiêu Chính Văn thông đồng với thế lực bên ngoài mưu đồ phản nước, thiên tử ra lệnh khẩn cấp giết Tiêu Chính Văn, giết quân phản nước. Ai giết được Tiêu Chính Văn thì được thưởng 10.000 tệ, phong làm thiếu tướng. Hắn vừa dứt lời, mấy binh sĩ đó khí huyết hừng hực lao lên. Tiêu Chính Văn đứng dưới cổng thành nhìn người bên trên, mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng nói. Vì sự ích kỷ của bản thân mà xem thường sinh mạng của các tướng sĩ Hoa Quốc, anh cũng xứng đáng làm tướng quân sao? Ha ha ha! Tướng quân đó bật cười thành tiếng nói, chủ soái Tiêu, bây giờ anh có nói gì cũng vô dụng. Chỉ cần anh chết ở đây thì anh chính là kẻ phản nước, người đời sau chỉ nhớ đến cái danh phản vua phản nước thôi chứ không nhớ đến công lao của anh đâu. Dù sao thì lịch sử cũng sẽ do bên thắng biên soạn mà. Vậy à? Nghe hắn nói thế, Tiêu Chính Văn khẽ cười. Sau đó anh nhấc bước lên trước rồi nhảy lên cao 7-8 mét, định nhảy lên cổng thành. Thấy thế tướng quân đó rút súng ra bắn vào Tiêu Chính Văn đang nhảy đến chỗ hắn. Pằng pằng pằng. Hắn bắn liên tục mười mấy phát đạn nhưng đều rơi vào khoảng không cách Tiêu Chính Văn chừng 1 mét. Chuyện này sao có thể chứ? Tướng quân đó ngây người thầm cảm thấy hoảng sợ. Đây có còn là người nữa không? Pằng pằng pằng. Tướng quân đó tiếp tục nổ súng, tức giận quát, tôi không tin. Chết đi, chết đi. Thế nhưng viên đạn lại rơi vào khoảng không lần nữa. Cùng lúc đó Tiêu Chính Văn cũng nhảy lên đến cổng thành. Nền đất dưới chân anh nứt toác. Phút phút phút. Con dao quân đội năm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn bay ra, ngay sau đó đâm xuyên vào cánh tay tên tướng quân đó. Pằng. Tiếp đó Tiêu Chính Văn lập tức đá vào người tên tướng quân khiến hắn văng ra xa 10 mét, đập người vào bức tường thành cổng thành. Cả bức tường bằng đá rạn nứt. Tướng quân đó cũng nôn ra mấy ngụm máu, hắn ôm cánh tay phải đầy máu ngã xuống đất. Mặt hắn hiện lên vẻ hoảng hốt, cực kỳ sợ hãi nhìn Tiêu Chính Văn đang đi về phía mình, liên tục dập đầu xin tha, chủ soái Tiêu, xin anh tha mạng, tha mạng. Mọi chuyện đều là ý của thái tử. Thuộc hạ cũng chỉ làm theo lệnh, lệnh quân như núi. Thái tử. Nghe đến cái tên này, Tiêu Chính Văn cau mày, mắt hiện lên lửa giận ngút trời. Một tên thái tử còn chưa kế vị mà đã bắt đầu có mưu đồ tạo phản.
thái tử này cũng thâm độc lắm. Phải phải, là thái tử. Người đó nói chủ soái Tiêu là vinh quang của cả Hoa Quốc, là vương bài của quân đội, nếu anh sống thì sau khi người đó kế vị cũng sẽ bị anh uy hiếp, mà trong lịch sử khi người mới lên kế vị, các quan chức cũ đều phải chết hoặc từ chức. Nhưng chủ soái Tiêu không có khả năng từ chức, thế nên vì sự ổn định của thời đại mới ở Hoa Quốc, chỉ có khi anh chết thì vị trí của người đó mới vững chắc được. Lúc này tên tướng quân cả người dính đầy máu đã hoảng sợ, biết gì đều nói ra hết. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn cau chặt mày, sắc mặt trở nên u ám. Anh giơ tay lên cắm phập con dao quân đội năm cạnh đâm xuyên vào đầu hắn. Sau đó Tiêu Chính Văn nhíu mày đứng trên cổng thành nhìn về nơi nào đó của Long Kinh. Đó là nơi quan trọng nhất ở Hoa Quốc ngoài Thiên Tử Các. Đài chữ Long là nơi chọn ra thái tử của Hoa Quốc. Cũng là nơi ở và học tập của thái tử Hoa Quốc. Bất kỳ một người nào sau khi được chọn là thái tử thì phải vào đài chữ Long để học các đạo lý, kiến thức trị nước và huấn luyện khả năng quân sự. Thậm chí còn phải trải qua lễ rửa tội sống chết tàn nhẫn. Dù sao vua cũng là đại diện cho đất nước. Sau đó các thái tử này đều phải trải qua tuyển chọn cực kỳ nghiêm khắc và bàn họp tổng hợp của thập lão chiến bộ, từ lão Long Các, sáu vị quốc lão Hoa Quốc, tông miếu võ tông mới có thể quyết định ai là người đảm nhiệm vị trí thái tử. Dĩ nhiên bây giờ Hoa Quốc chỉ có một thái tử. Tiêu Chính Văn nhìn đài chữ Long, ánh mắt tóe lên tia sáng lạnh lùng. Cùng lúc đó, trên tầng 7 đài chữ Long cách đó hàng chục km. Một bóng người mặc áo dài màu xanh nhạt, trước ngực có khắc hình rồng, khoảng tầm hơn 30 tuổi, chắp tay sau lưng đứng trên đài vọng long của đài chữ Long, ánh mắt như thể giao với ánh mắt của Tiêu Chính Văn ở cách đó hàng chục km. Hắn nhếch môi nói, không hổ là vua Bắc Lương, binh mã đại nguyên soái tân nhiệm của Hoa Quốc, quả nhiên rất khí phách, rất hiểm độc. Chương 1029, Quốc vận Long khí. Lúc này, một ông lão với vẻ mặt lạnh lùng bước ra từ trong bóng râm phía sau lưng người đàn ông đó. Ông lão hơi khom người, nói thái tử, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên xuất phát. Thiên tử đã yếu như ngọn đèn cạn khô rồi, chúng ta cần bắt đầu chủ trì đại cục thôi. Ừ, tôi biết rồi ông Lạc. Người đàn ông đó khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt rồi quay người. Tiếp đó, hắn đột nhiên lên tiếng hỏi, bên phía Võ Thần Tông có động tĩnh gì không? Thưa thái tử, lúc trước tông chủ Võ Thí Thiên của Võ Thần Tông đã tới Thiên Tử Các làm loạn buổi nghị sự, thế nhưng gần như không gây nên ảnh hưởng gì cả. Tiêu Chính Văn vẫn được phong làm đại nguyên soái. Hơn nữa, theo tin tình báo do mật thám tôi sắp xếp gửi về thì dường như Võ Thần Tông đã bắt đầu dừng tay lại rồi. Ông Lạc cung kính nói. Thái tử gật đầu, cười đáp, Võ Thần Tông muốn nhúng tay vào chuyện của Hoa Quốc, đây mới chỉ là lần thăm dò đầu tiên của bọn chúng. Sau này mới là cuộc đọ sức thật sự giữa chúng ta và Võ Thần Tông. Hiển nhiên rồi. Ông Lạc đáp lời. Chuẩn bị xe. Thái tử nói. Rõ. Một sĩ quan đứng bên cạnh đáp lời. Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe Long Kỳ có cắm cờ Hoa Quốc chậm rãi lăn bánh ra khỏi đài chữ Long, tiến thẳng tới Thiên Tử Các. Cùng lúc này, bên trong Thiên Tử Các. Sau buổi hội nghị, tình trạng cơ thể của thiên tử bắt đầu chuyển biến xấu. Mặc dù có kim châm của Dược Sư Hoàng duy trì hơi thở, thế nhưng xem ra khí sắc của thiên tử đã đến lúc lụi tàn. Lúc này, thiên tử ngồi trên ghế rồng của Thiên Tử Các, khó khăn chống đỡ cơ thể của mình, ánh mắt quét qua một lượt đám quan văn quan võ đang quỳ trên mặt đất phía bên dưới. Mặc dù bọn họ quỳ trên mặt đất nhưng tâm tư thì không hề giống nhau. Đa số mọi người đã bắt đầu chuẩn bị cho mình đường lui. Số mệnh của thiên tử không còn bao lâu nữa. Hoa Quốc sắp chào đón vị thiên tử mới rồi. Chuyện bọn họ phải làm là tạo dựng mối quan hệ tốt với vị thiên tử mới trước khi người đó đăng cơ. Dù gì, mỗi một nhiệm kỳ thiên tử mới đăng cơ đều không hy vọng đại thần do thiên tử nhiệm kỳ trước bổ nhiệm ra oai trước mặt mình. Vậy nên mỗi một nhiệm kỳ thay đổi thiên tử, các lãnh đạo cấp cao của Hoa Quốc sẽ phải đối mặt với một lần thay đổi cơ cấu trên diện rộng. Quân đội cũng sẽ đổi chủ soái, đổi tướng lĩnh trên diện rộng. Khụ khụ, thiên tử ho khan vài tiếng. Bên cạnh, Dược Sư Hoàng vội vàng nói, thiên tử, nghỉ ngơi đi, còn tiếp tục như vậy, trước khi mặt trời lặn, cơ thể ông e rằng. Thiên tử lắc đầu, xua tay nói, không cần đâu, số mệnh của tôi tự biết.
Nếu như đã sức cùng lực kiệt thì đối với tôi mà nói, những chuyện đó không còn tác dụng gì nữa rồi. Bây giờ tôi cần phải làm đúng một chuyện, trước khi tôi chết phải trấn áp được đám lòng muông dạ thú cho Hoa Quốc. Dứt lời, thiên tử nhìn ra bầu trời bên ngoài thông qua cánh cửa lớn dày cộp của thiên tử các. Lúc này, ánh tà dương đang nhuộm màu ở hướng Tây, khoảng cách tới khi mặt trời lặn chỉ còn lại chưa đến một tiếng đồng hồ nữa. Cũng đồng nghĩa với việc, số mệnh của thiên tử chỉ còn lại chưa đến một tiếng đồng hồ cuối cùng này thôi. Tứ lão Long Các và thập lão chiến bộ đứng bên cạnh đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng và sốt ruột. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thiên tử ngồi thẳng dậy, vẻ hỗn độn trong mắt cũng lóe lên tia sáng. Khoảnh khắc đó, một luồng khí quốc vận Hoa Quốc màu vàng bao trùm lấy cả người thiên tử. Lúc này, thiên tử giống như rồng cái thế, khí thế trên người trấn áp cả thiên tử các, lan tỏa khắp Long Kinh, thậm chí còn ảnh hưởng tới cả Hoa Quốc. Tất cả quan văn quan võ, bao gồm người dân và tướng sĩ bên trong Long Kinh, thậm chí là nhân dân của cả Hoa Quốc đều như cảm nhận được gì đó, họ dừng tất cả công việc trong tay lại rồi đưa mắt nhìn về phía Long Kinh. Lúc này, thiên tử ngồi trên ghế rồng, có quốc vận chống đỡ, uy lực ngút trời. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác. Thiên tử đang ngồi trước mắt như quay trở lại khoảnh khắc mà ông ấy mới đăng cơ, cả người ngập tràn chân khí rồng vàng. Ngày hôm nay, thiên tử tôi triệu tập mọi người tới đây là có ba chuyện. Đột nhiên thiên tử lên tiếng, giọng nói giống như tiếng chuông, khí thế hừng hực. Thứ nhất, Hoa Quốc tuyệt đối không thể hạ mình trước các nước cường quốc. Các nước cường quốc cũng tuyệt đối không thể xâm phạm tới Hoa Quốc. Hoa Quốc đã không còn là Hoa Quốc của 100 năm trước từ lâu rồi. Mấy người không cần phải tự ti, không cần phải sợ hãi. Sau khi tôi chết, nếu như các nước cường quốc lợi dụng thời cơ để khởi binh thì tướng sĩ Hoa Quốc bắt buộc phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Tuyệt đối không được ký kết bất cứ điều ước gì gây bất lợi cho quốc gia. Tuyệt đối không được cắt đất, tuyệt đối không được bồi thường. Nếu như phải chiến đấu thì hãy chiến đấu. Rầm rầm rầm. Những lời này khiến cho mọi người lập tức giác ngộ. Quan văn quan võ, bao gồm cả các tướng quân quân đội đang có mặt cả người đều bừng bừng nhiệt huyết. Đây là ranh giới đỏ tuyệt đối không được động đến của Hoa Quốc. Không chỉ có mọi người bên trong thiên tử các nhiệt huyết sục sôi, lúc này trên người các tướng sĩ Long Kinh, tướng sĩ của các chiến khu lớn trong Hoa Quốc cũng xuất hiện chân khí quốc vận màu vàng nhạt. Lúc này, dường như tất cả mọi người đều cảm nhận được những lời vừa nãy của thiên tử, nhiệt huyết trên người sôi sục không thôi. Ô, 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 tất cả tướng sĩ trong các chiến khu Hoa Quốc đều tự phát giơ tay hô hào. Khí thế ngút trời. Mà dưới tiếng hô hào của bọn họ, chân khí quốc vận đó càng trở nên ngưng tụ và tràn đầy hơn. Từng luồng chân khí quốc vận xông thẳng lên trời từ trên người bọn họ, tụ hợp lại thành một con rồng vàng nhạt trên bầu trời. Gừ! Tiếng gầm của rồng vang khắp non sông. Tất cả người dân bên trong lãnh thổ Hoa Quốc cùng ngước mắt nhìn lên bầu trời, trông thấy con rồng vàng nhạt uốn mình giữa gió mây và bay về phía Long Kinh. Là rồng! Là rồng, là quốc vận long khí. Khoảnh khắc này, tất cả nhân dân Hoa Quốc đều hô vang và đổ hết ra đường. Đã 50 năm quốc vận long khí chưa xuất hiện lại. Ngày hôm nay quốc vận long khí lại đột nhiên xuất hiện, nó báo hiệu cho việc Hoa Quốc sắp sửa phát triển vô cùng mạnh mẽ. Bên trong Long Kinh, Thái tử đang ngồi trên xe Long Kỳ, lúc này cũng hạ cửa kính xe xuống. Nhìn về phía quốc vận long khí màu vàng nhạt đột nhiên lượn vòng trên bầu trời Long Kinh kia. Lúc này, thái tử liền nhíu mày. Hắn cũng không ngờ được rằng vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, thiên tử lại khơi dậy được quốc vận long khí, trở thành vị thiên tử thứ ba của Hoa Quốc có thể khơi dậy được quốc vận long khí. Đây chính là công ơn tối cao. Là chuyện sẽ được ghi vào trong sử sách. Sẽ được thờ cúng trong miếu tổ long đài của Hoa Quốc. Quốc vận long khí này tượng trưng cho quốc vận Hoa Quốc trong thời khắc này. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ để thấy nó vô cùng hào hùng. Ông Lạc, xem ra vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, thiên tử đã hoàn thành được một bước vĩ đại mà rất nhiều người không có cách nào hoàn thành được rồi. Thái tử nói, mặc dù trong lòng hắn rất kích động, thế nhưng sâu xa hơn lại là cảm giác đố kỵ. Thiên tử sắp chết mà vẫn khơi dậy được quốc vận long khí. Điều này không hề có lợi cho thái tử sắp đăng cơ là hắn.
Bởi vì, loại công ơn tối cao này sẽ áp chế toàn bộ quãng thời gian nhậm chức thiên tử của hắn. Trừ phi hắn có thể làm ra chuyện vĩ đại hơn so với thiên tử, đưa Hoa Quốc đến với thành tựu huy hoàng hơn thế. Nếu không, những ngày tháng sau này của vị thiên tử mới như hắn sẽ mãi mãi núp dưới sức ảnh hưởng của thiên tử. Ông Lạc cũng nhíu mày, thở dài nói, hai, tôi không hề mong muốn chuyện này xảy ra. Thật không ngờ thiên tử vất vả một đời, ung dung trị quốc, tới khoảnh khắc cuối cùng lại hoàn thành được thành tựu lớn như thế. Thái tử, chặng đường tương lai của chúng ta sẽ khó khăn lắm đây. Chương 1030, lật lại bản án cũ. Thái tử khẽ nhíu mày, nói cho dù khó khăn, chúng ta cũng phải đi tiếp. Vì kế hoạch to lớn của chúng ta, ông Lạc, ông phải tốn sức hơn rồi. Đó là lẽ tất nhiên, thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức để trợ giúp thái tử lên ngôi thiên tử, cai trị Hoa Quốc. Ông Lạc gật đầu đáp lại. Lúc này, ông ta đưa mắt nhìn về phía thiên tử các. Thiên tử ngồi trên ghế rồng, quốc vận long khí màu vàng kim bao bọc lấy toàn thân, giống như một con rồng thật sự trong thiên hạ, khiến quan văn quan võ đều không dám nhìn thẳng. Lúc này, bọn họ đều run rẩy quỳ dưới đất, hô to, thiên tử, che chở Hoa Quốc chúng ta. Hoa Quốc hưng thịnh, ánh mắt thiên tử thâm thúy quét một lượt, rồi khẽ giơ tay ra hiệu mọi người hãy yên lặng. Sau đó, với sự trợ giúp của quốc vận long khí cực kỳ thịnh vượng trên cơ thể lúc này, ông ấy tiếp tục nói, chuyện thứ hai, sau khi tôi băng hà, mọi người phải tuân theo mệnh lệnh của thiên tử mới cai quản Hoa Quốc. Bất kỳ ai phản bội Hoa Quốc hoặc thiên tử mới, đều sẽ bị tru di cửu tộc. Nếu thiên tử mới không dùng mọi người thì mọi người cũng đừng phiền lòng. Sau khi công thành danh toại, cũng đến lúc mọi người phải từ chức để nhường cho những người tài giỏi hơn. Tuân lệnh thiên tử. Quan văn quan võ đáp lại. Câu nói này của thiên tử chắc chắn là để lót đường cho thiên tử mới. Sau đó, im lặng hồi lâu, thiên tử ngắm nhìn hoàng hôn bên ngoài, mặt trời sắp xuống núi. Ông ấy run rẩy đứng dậy, mái đầu hoa râm phất phơ trong gió. Ông ấy đứng dậy khỏi ghế rồng, rồi bước từng bước xuyên qua quan văn quan võ, cuối cùng dọc theo con đường từ thiên tử các một mình chậm rãi đi đến chỗ tấm bia đá không chữ. Phía sau, quan văn quan võ đi theo với một khoảng cách chừng 10 mét. Thiên tử bước từng bước đến trước tấm bia đá không chữ sừng sững trước thiên tử các. Thân hình gầy yếu của ông ấy hơi run rẩy. Ông ấy ngẩng đầu dương mắt nhìn tấm bia đá không chữ cao lớn sừng sững dưới ánh nắng chiều rồi hét to, tướng sĩ Hoa Quốc chúng ta không có ai là tham sống sợ chết. Tấm bia đá này vĩnh viễn đứng sừng sững ở đây. Bất kỳ ai cũng không được phép di chuyển. Truyền lệnh của tôi, khôi phục lại tất cả danh dự của Tiêu Long nhà họ Tiêu. Tôi muốn lật lại bản án cho ông ấy. Câu nói này của thiên tử như sét đánh giữa trời quang, khiến trái tim của quan văn quan võ đều run lên. Dầm. Ngay lập tức, quan văn quan võ đều quỳ xuống, hô lớn, thiên tử. Tuyệt đối không được, đây đã là một vụ án thép, hệ lụy rất lớn, nếu lật lại bản án, còn đâu là danh dự của Hoa Quốc chúng ta? Còn đâu là uy nghiêm của Hoa Quốc chúng ta? Điều đáng sợ hơn là làm như vậy sẽ hủy hoại sự anh minh một đời của thiên tử. Đúng vậy, thiên tử, tuyệt đối không thể làm như vậy. Đây là vụ án thép mấy chục năm rồi. Bây giờ nếu lật lại bản án, thật sự không dám tưởng tượng quốc tế sẽ có những dư luận như thế nào đối với Hoa Quốc. Xin thiên tử cân nhắc lại. Xin thiên tử cân nhắc lại. Lúc này các quan chức cốt cán của Hoa Quốc trong những bộ áo đại cán đều đang hô to. Năm đó, vụ án của Tiêu Long là do chính thiên tử xét xử. Nếu bây giờ lật lại bản án thì sẽ có tổn hại lớn đối với danh dự của thiên tử. Nói không chừng, dư luận quốc tế sẽ lan truyền tin đồn rằng sau khi lên ngôi, thiên tử đã xuống tay với các vị quan cũ. Nhưng mà, thiên tử xoay người lại, dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua những quan chức đang quỳ dưới đất, rồi lạnh lùng nói cân nhắc ư. Các người muốn tôi cân nhắc ư. Năm đó, nếu các người không câu kết với bốn gia tộc lớn, lấy lý do giữ vững nền tảng của Hoa Quốc, ép buộc tôi xử Tiêu Long theo pháp luật, thì sao có thể xảy ra tất cả những chuyện như ngày hôm nay? Thiên tử, xin hãy cân nhắc lại. Các quan chức hét lên. Đủ rồi, tôi đã quyết định lật lại bản án cho Tiêu Long. Thiên tử tức giận giống lên, chỉ vào tấm bia đá không chữ đang sừng sững ở sau lưng rồi hét lớn, các người đều ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu cả lên. Sau tiếng hét tức giận của thiên tử,
quan văn quan võ đều ngẩng đầu nhìn lên tấm bia đá không chữ mà thiên tử đang chỉ. Hãy mở to mắt các người ra mà nhìn cho kỹ. Ai đã lập nên tấm bia đá này? Và tấm bia đá này được lập nên vì ai? Nhà họ Tiêu, những linh hồn trung thành trong các triều đại quá khứ của Hoa Quốc. Một lòng một dạ vì Hoa Quốc, con cháu đời đời của nhà họ Tiêu đều chiến đấu đến chết vì Hoa Quốc. Tấm bia này là để tỏ lòng thành kính đối với những linh hồn trung thành của nhà họ Tiêu, và để tri ân những chiến sĩ trung dũng đã chiến đấu hết mình trên sa trường vì Hoa Quốc. Các người hãy nói cho tôi biết, lẽ nào không nên lật lại bản án sai lầm của năm đó sao? Lẽ nào các người muốn tôi đến lúc chết vẫn còn áy náy sao? Lẽ nào ở trong mắt các người, những linh hồn trung thành này, những chiến sĩ trung dũng này chỉ là một tấm bia đá thôi sao? Hoa Quốc hổ thẹn với nhà họ Tiêu, hổ thẹn với Tiêu Long. Cuối cùng thiên tử cũng không kiềm chế được cảm xúc mà rơi lệ. Nhìn vào tấm bia đá không chữ kia, thiên tử như nhìn thấy những gương mặt thân quen năm nào. Tuy nhiên, tất cả họ đều vì Hoa Quốc, vì thiên tử mà chết trên sa trường. Truyền lệnh của tôi, lật lại bản án. Bất cứ ai ngăn cản việc lật lại bản án đều sẽ bị chém đầu. Cuối cùng, thiên tử hét lên. Cả người căng cứng, khí thế ngất trời. Giang Vạn Long đứng thẳng dậy, nước mắt lưng tròng vì những lời nói của thiên tử, ông ấy gập người một góc 90 độ, lễ phép nói, Long các nhận lệnh. Sau lưng, mấy người Tần Hán Quốc cũng gập người một góc 90 độ. Họ đều biết động thái này của thiên tử có ý nghĩa gì. Có nghĩa là thảm án của nhà họ Tiêu năm xưa sẽ được sửa đổi. Có nghĩa là Tiêu Long có thể trở lại Hoa Quốc. Trở lại Bục Cao một cách danh chính ngôn thuận. Có nghĩa là tình thế Hoa Quốc sẽ thay đổi đáng kể. Có nghĩa là đám người xấu xa trong bóng tối kia sẽ bị diệt sạch. Đồng thời, điều này cũng đồng nghĩa với việc thiên tử phải tự mình gánh chịu mọi hậu quả do việc lật lại bản án mang lại. Lúc này, thiên tử nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ yếu ớt của mặt trời chiều. Cuối cùng cũng đến lúc dầu cạn đèn tắt. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, liệu những bậc hiền nhân năm xưa có giống như ông ấy, có bao nhiêu điều bất đắc dĩ phải từ bỏ? Việc lớn chưa thành, việc lớn chưa thanh mà. Trong lòng thiên tử có một hoài bão rất lớn. Tôi tự hỏi, nắm quyền cai trị Hoa Quốc 30 năm, tôi không thẹn với Hoa Quốc, không thẹn với nhân dân Hoa Quốc. Ông trời ơi ông trời ở đâu? Tôi muốn tranh luận với ông trời. Quét sạch mọi bất công trên thế giới. Quét sạch mọi quốc gia tàn ác. Thiên tử nhìn lên trời hét lớn, nhưng giọng nói của ông ấy đột ngột dừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cơ thể già yếu của thiên tử ngã theo gió. Thiên tử! Giang Vạn Long nhanh tay lẹ mắt xông lên trước tiên, đỡ lấy thiên tử đang sắp ngã. Thiên tử nắm lấy cánh tay Giang Vạn Long, mượn sức chống đỡ thân thể đứng thẳng người dậy. Thiên tử, trở về thôi! Nước mắt Giang Vạn Long đã sớm giàn giụa. Thiên tử lắc đầu. Khẽ mỉm cười, nói, còn chưa đủ, những người trong bóng tối kia còn đang xem. Còn chưa đủ, Tiêu Chính Văn đến đâu rồi? Thủ trưởng quân đội vội vàng bước lên nói, thiên tử, Tiêu Chính Văn đã tiến vào nội thành, còn cách thiên tử các 10 km. Nhưng, thủ trưởng không nói câu tiếp theo. Nhưng sao, thiên tử hỏi. Trong vòng 10 km đều là người của bọn chúng, Tiêu Chính Văn muốn tiến vào thiên tử các. E rằng sẽ phải trải qua một trận chiến đẫm máu. Thủ trưởng nói, trong mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lùng. Lúc này, ở nơi cách thiên tử các 10 km. Đây là con đường dẫn thẳng đến thiên tử các, có tên là đường Đăng Long. Lúc này, nhà cửa hai bên đường đều đóng chặt. Tiêu Chính Văn dẫn theo mấy người Long Ngao, đứng ở cuối con đường Đăng Long, với đôi mắt sâu xa, anh đưa mắt nhìn thiên tử các ở cách đó 10 km. Dầm. Dầm, dầm, đột nhiên, mặt đất rung chuyển. Có tiếng bước chân nặng nề vang bên tai của mấy người Tiêu Chính Văn. Sau đó, trong tầm mắt của họ, một nhóm binh lính khoảng chừng 1000 người mặc áo giáp sắt đen, tay cầm súng trường xuất hiện trên đường Đăng Long. Trang phục của họ trông giống như những người lính thời xưa. Binh lính thiết giáp đen. Nơi này là Long Kinh, là đường Đăng Long. Vũ khí nóng không được phép sử dụng, vì vậy. Ở đây chỉ có vũ khí lạnh. Tiêu Chính Văn cau mày, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn chằm chằm những binh lính thiết giáp đang bước nhanh dồn dập làm mặt đất cũng phải rung chuyển. Chương 1031, ai rút lui sẽ giết không tha.
Tiêu Chính Văn chưa từng gặp 1.000 binh lính mặc áo thiết giáp hạng nặng này. Anh nhíu mày, trên người toát lên một luồng sát khí sắc lạnh, sải bước tiến lên trước. Mấy người Long Ngao muốn đi theo, Tiêu Chính Văn lại lắc đầu nói, nơi này là đường Đăng Long, nối thẳng tới Thiên Tử Các, mấy người không có chức vụ gì tại Hoa Quốc, không thể đặt chân vào, cứ đợi tôi ở đây đi. Nghe vậy, Long Ngao đưa mắt nhìn 1.000 binh lính mặc áo giáp hạng nặng kia, căng thẳng hô lên, Long Vương, chuyện này. Tiêu Chính Văn quay người, đối mặt với 1.000 binh lính mặc áo thiết giáp sắt đen hạng nặng đã đứng dàn trận trên đường Đăng Long. Khoảng cách chưa đến 50 mét. Không khí xung quanh căng thẳng và nghiêm trọng dị thường. Nhiệt độ cũng đột ngột hạ thấp xuống điểm đóng băng trong khoảnh khắc đó. Thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên ngưng trệ. Long Ngao và tất cả cường giả của Điện Thần Long đều nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiêu Chính Văn phía trước mắt. Long Tôn, chúng ta chỉ đứng nhìn như vậy thôi sao? Lỡ như Long Vương có bất cứ sơ suất gì. Đúng đó Long Tôn, những binh lính mặc áo giáp hạng nặng này, vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện. Long Tôn, Long Ngao bày ra vẻ mặt nặng nề, cuối cùng lắc đầu hô lên, tất cả mọi người nghe lệnh, ở nguyên vị trí. Mà lúc này, trên đường Đăng Long, Tiêu Chính Văn chắp tay sau lưng, hai mắt ngưng tụ lóe lên sát khí sáng chói. Nhìn chằm chằm vào 1.000 binh lính mặc áo giáp sắt đen hạng nặng đang cầm súng trường ở trước mặt. Mỗi một người đều được bao trọn trong lớp áo giáp sắt màu đen. Những binh lính này giống với hộ long kỵ mà anh gặp tại địa cung khi trước tới 70%. Điểm không giống chính là kiểu dáng áo giáp đen của bọn họ khác nhau, biểu tượng trước ngực là con thuồng luồng màu xanh. Ở Hoa Quốc, duy chỉ một người mới có thể dùng con thuồng luồng màu xanh làm biểu tượng. Thái tử, Tiêu Chính Văn nhíu mày, ngay lập tức hiểu ra thế lực đứng phía sau 1.000 binh lính mặc áo giáp hạng nặng trước mắt này là ai. Bên trong Thiên Tử Các nhất định sắp phát sinh chuyện lớn rồi. Vậy nên người của thái tử mới ở đây để ngăn anh lại. Bản soái là vua Bắc Lương, bây giờ cần nhanh chóng tới Thiên Tử Các, mấy người mau nhường đường. Tiêu Chính Văn chắp tay sau lưng, phẫn nộ hô lên, giống như tiếng hổ gầm chấn động cả trời đất. Khí thế thiên vương huyền cấp 2 sao trên người cũng đột ngột bùng phát ra bên ngoài, giống như núi lở biển động, đổ ập về hướng của đám binh lính mặc áo giáp hạng nặng. Thế nhưng, điều khiến Tiêu Chính Văn kinh ngạc lại xảy ra. 1.000 binh lính mặc áo giáp sắt đen hạng nặng này lại không bị ảnh hưởng bởi khí thế thiên vương huyền cấp 2 sao của anh, mà vẫn đứng thẳng lại chỗ, không chút lay động. Từng cặp mắt vô cùng sắc lạnh ngập tràn sát khí. Bịch! Bịch! Một binh lính mặc áo giáp hạng nặng bước ra, bên hông còn có một thanh kiếm, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là một tướng lĩnh. Lúc này, hắn bước lên phía trước, lấy ra một tấm lệnh bài nhỏ màu vàng ước chừng 4 cm, bên trên vẫn khắc hình con thuồng luồng và còn in thêm hai chữ thái tử. Vua Bắc Lương, bản tướng phụng mệnh trấn giữ nơi này. Trong vòng 7 ngày, dù là ai cũng không được đi vào Thiên Tử Các từ nơi này. Mong vua Bắc Lương nhanh chóng rời đi. Tướng quân mặc giáp đen đó lạnh lùng hô lên, giọng điệu mang theo thái độ vô cùng chân thật. Tiêu Chính Văn nghe vậy thì nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt lóe lên sát khí lạnh thấu xương, nói, bản soái cần gặp mặt thiên tử ngay lập tức. Mấy người nghe lệnh của ai mà lại dám ngăn cản bản soái ở đây? Mấy người muốn phản quốc có phải không? Một câu nói chấn động khắp không gian, giọng nói giống như tiếng sấm vang dội. Tướng quân mặc giáp đen đó cũng rất đúng mực mà cao giọng nói, bản tướng chỉ nghe thái tử điều động. Thái tử có lệnh, Thiên Tử Các đang họp, trong vòng 7 ngày, dù là ai cũng không được tự tiện xông vào Thiên Tử Các. Kẻ nào xông vào thì coi như phản quốc, giết không tha. Chủ soái Tiêu, xin hãy suy nghĩ thật kỹ. Nghe thấy câu nói này, sắc mặt của Tiêu Chính Văn càng trở nên khó coi. Lệnh của thái tử. Tiêu Chính Văn cười khẩy. Nói, thái tử vẫn chưa đăng cơ, trước sau chỉ là kẻ bề tôi. Anh ta dám mặc ý làm bừa, ngăn cản bản soái vào Thiên Tử Các như vậy, liệu bản soái có thể cho rằng thái tử đang có mưu đồ cướp ngôi hay không? Rầm rầm rầm, câu nói này quá nặng nề. Ánh mắt của tướng quân mặc giáp đen kia khẽ run lên. Thế nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn liền trở nên vô cùng u ám, hô lên, bản tướng chỉ nghe theo mệnh lệnh của thái tử. Thái tử bảo chúng tôi trấn giữ tại nơi này, chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai xông vào. Dù có là vua Bắc Lương thì cũng không được.
nếu đã như thế thì phải giết thôi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, vung con dao quân đội năm cạnh trong tay ra, lóe lên ánh sáng chói mắt. Tướng quân đó thấy vậy thì nhíu mắt lại, giơ tay rút thanh kiếm bên hông ra rồi giơ cao lên trời, thanh kiếm phản chiếu lại ánh sáng màu bạc, hắn phẫn nộ gầm lên, giơ súng. Nghênh địch, giết! Leng keng! Trong nháy mắt, 1.000 binh lính mặc giáp đen đồng loạt giơ súng trường trong tay lên, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Xông lên! Cùng với tiếng gầm phẫn nộ của tướng quân cầm kiếm kia, 1.000 binh lính mặc giáp sắt đen đột nhiên giống như một dòng nước lũ màu đen nhấn chìm cả đường Đăng Long, lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhíu mày, sát khí tàn khốc và lạnh băng bao lấy xung quanh anh. Anh trừng mắt nhìn đám binh lính mặc giáp sắt đen đang xông tới giết mình, con dao quân đội năm cạnh trong tay sắc lạnh lóe sáng. Khoảnh khắc đó, sát khí trên người Tiêu Chính Văn giống như rồng lớn mãnh hổ cứ thế bộc phát ra. Dầm một tiếng, đôi chân anh mạnh mẽ dẫm lên mặt đất, khiến cho gạch lát nền của đường Đăng Long vỡ nát, hình thành một mạng nhện dày đặc. Mà anh lại giống như một tia chớp lóe lên, tay cầm con dao quân đội năm cạnh sát khí ngút trời, phi thẳng về phía 1.000 binh lính mặc áo giáp hạng nặng hừng hực khí thế đang xông đến giết mình chỉ trong nháy mắt. Keng! Âm thanh lanh lảnh của kim loại vang lên. Con dao quân đội năm cạnh phóng ra từ trong tay Tiêu Chính Văn, xuyên qua khoảng cách mười mấy mét, đâm thẳng vào lớp giáp sắt đen trên người binh lính đầu tiên xông tới trước mặt anh, sau đó xuyên qua lưng hắn rồi lại liên tiếp đâm vào lớp giáp sắt đen của bốn người phía sau chỉ trong nháy mắt. Một đòn đoạt mạng năm người, ngã thẳng vào trong vũng máu. Vun vút, con dao quân đội năm cạnh đột nhiên bay ngược lại, xoay từng vòng màu bạc theo một quỹ đạo hình vòng cung giữa không trung. Đồng thời còn mang theo một mảng máu tươi. Còn Tiêu Chính Văn lại giống như đang ở nơi không người, đột ngột xông lên chém giết. Rầm! Anh nhảy vọt lên cao, một nắm đấm mạnh mẽ giáng xuống từ giữa không trung. Rầm một tiếng! Lớp giáp sắt đen trước ngực ba binh lính bị cú đấm này làm cho rách nát cả da, máu tươi cũng phun ra từ lồng ngực. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tám người đã mất mạng. Lúc này, cả đường Đăng Long lặng ngắt như tờ. Những binh lính mặc giáp sắt đen còn lại đều giơ súng trường lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn lúc này đang cầm con dao quân đội năm cạnh vẫn còn nhỏ máu, không dám tiến bừa lên phía trước. Quá đáng sợ! Quá khủng bố! Chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi như cái chớp mắt, tám người đã mất mạng. Đây chính là chiến lực của vua Bắc Lương sao? Đây rõ ràng là thần chết đến từ địa ngục. Lúc này, Tiêu Chính Văn đứng nguyên tại chỗ, tám cái xác đổ rạp xung quanh, máu tươi nhuốm đầy mặt đất. Anh lạnh lùng nhìn đám binh lính mặc áo giáp hạng nặng trước mặt, sau đó sải bước tiến về phía trước. Tiêu Chính Văn chưa bước xong một bước thì đám binh lính mặc áo giáp hạng nặng kia đã lùi ra sau một bước. Cứ thế lùi ra sau 10 bước. Tướng quân đó phẫn nộ gầm lên, giết, giết cho tôi, mấy người hãy dốc sức vì thái tử. Trận chiến này, kẻ nào rút lui sẽ giết không tha, ngoài ra sẽ tru di cửu tộc. Chương 1032, Thất Kiếm. Những binh lính mặc áo giáp hạng nặng nghe vậy liền hét lên giận dữ, rồi lao nhanh về phía Tiêu Chính Văn. Trong mắt Tiêu Chính Văn chứa đựng sát khí lạnh lùng ngút trời. Hồ đồ ngu xuẩn, nếu đã như vậy thì bản soái phải chặt đứt cánh tay của thái tử. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, anh đi một bước, mặt đất nứt vỡ. Khí thế của thiên vương huyền cấp 2 sao trên người anh bùng phát khắp nơi. Mười mấy tên lính mặc áo thiết giáp trong số đó căn bản không chịu được khí thế cuồng bạo này nên đã bị bật tung ra, ngã lăn xuống đất, phun ra máu tươi rồi chết ngay tại chỗ. Sau đó Tiêu Chính Văn đột nhiên xông lên phía trước như tia chớp. Trong khoảnh khắc anh xông lên, mấy chục tên lính mặc áo giáp hạng nặng bị tung lên không, rồi bay ngược ra, ngã lộn xuống đất. Giết! Giết! Giết cho tôi. Lúc này tên tướng quân đó tức giận quát lên. Thấy Tiêu Chính Văn như rồng giận dữ quét sạch cả 1.000 binh lính mặc áo giáp hạng nặng, trên trán hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh. Quá đáng sợ. Đây chính là sức mạnh của vua Bắc Lương sao? Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên, 400-500 cái xác ngã đầy đường Đăng Long. Đường Đăng Long tràn ngập máu tươi, xác chết ngổn ngang. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí xộc thẳng vào mũi. Soạt, một bóng người bước từ xa tới, trong nháy mắt đứng ngay ngắn trước mặt tên tướng quân đang cầm kiếm dài. Anh,
Tên tướng quân đó vừa phản ứng lại, thanh kiếm dài trong tay bất ngờ vung lên phía trước. Nhưng, keng, Tiêu Chính Văn bẻ gãy thanh kiếm dài bằng hai ngón tay, rồi giơ tay bóp cổ tên tướng quân đó, nhấc hắn lên cao và lạnh lùng nói, bây giờ, bản soái tuyên bố, anh, phản nước phản quân, mưu sát chủ soái của chiến khu Hoa Quốc, giết theo luật pháp. Giác, tên tướng quân đó còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Chính Văn đã bẻ gãy cổ hắn. Sau đó, bịch, Tiêu Chính Văn vung tay ném mạnh, tên tướng quân mặc áo giáp ngã xuống đất, hai mắt trừng lớn, mất đi cơ hội sống sót. Giờ phút này, đường Đăng Long chỉ còn lại 300-400 tên lính mặc áo giáp hạng nặng. Bọn chúng thấy tên tướng quân đã chết, nhất thời nổi lên ý muốn chạy trốn. Leng keng, tất cả những tên lính mặc áo giáp còn sống đều ào ào vứt hết súng, nhường lại một con đường. Tiêu Chính Văn đi ngang qua bọn chúng. Cùng lúc này, có một chiếc xe long kỳ đỗ trên quảng trường Thiên Tử Các. Cửa xe mở ra, mấy chục tên vệ sĩ mặc áo đại cán ở xung quanh lập tức vây lấy chiếc xe. Thái tử và ông Lạc bước từ trên xe xuống. Một người đàn ông mặc áo đại cán đứng bên cạnh vội vàng chạy tới, nói nhỏ mấy câu bên tai ông Lạc. Ông Lạc xa sầm mặt mày, khẽ gật đầu rồi quay người nói với Thái tử, tôi vừa nhận được tin. Binh đoàn áo giáp hạng nặng không ngăn cản được Tiêu Chính Văn. Thái tử nghe xong liền cau mày, lạnh lùng nói, bảo thất kiếm ngăn chặn hắn. Thất kiếm, thái tử, cậu muốn cử thất kiếm đi thật sao? Ông Lạc nghe thái tử muốn cử thất kiếm đi, bất chợt dùng mình ớn lạnh. Thái tử nhìn Thiên Tử Các trước mắt, nói, hôm nay, không ai có thể ngăn cản tôi bước chân vào Thiên Tử Các. Tôi hiểu rồi. Ông Lạc yên lặng gật đầu. Tiếp đó lấy điện thoại ra gọi đến một số, ra lệnh, lập tức bảo thất kiếm đi chặn Tiêu Chính Văn lại. Ngăn hắn lại bằng mọi giá. Rõ. Đầu bên kia điện thoại là lời đáp kính cẩn. Sau đó, thái tử phất tay, đi thẳng tới quảng trường Thiên Tử Các. Lúc này, tại quảng trường, hàng trăm quan văn quan võ đang quỳ dưới tấm bia đá không chữ đứng sừng sững phía trước. Thiên tử được Giang Vạn Long dìu đến ngồi lên chiếc ghế mộc. Thái tử đi vào, bước qua trước mặt các vị quan chức, nhìn quanh một lượt với ánh mắt lạnh như băng, sau đó nhìn thẳng vào thiên tử đang ngồi trên kia. Hàng trăm vị quan chức đều câm như hến, hơi nghiêng đầu nhìn thái tử đang đi về phía thiên tử. Thái tử! Sao cậu ta lại tới đây? Cũng nôn nóng quá rồi nhỉ? Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, chưa chắc thiên tử đã có thể trụ được đến lúc mặt trời lặn, Hoa Quốc sau này nhất định là của thái tử. Ông nói như vậy lỡ bị nghe thấy thì sao? Muốn bị liên lụy cả họ à? Tĩnh lặng. Quan văn quan võ đều không dám lên tiếng, chỉ không ngừng ngẩng đầu liếc nhìn thái tử và thiên tử. Lúc này, tứ lão Long Các và đám người thủ trưởng quân đội đang đứng bên cạnh thiên tử. Bọn họ lạnh lùng nhìn thái tử bước đến. Tần Hán Quốc lạnh lùng nói, thái tử, cậu tới đây làm gì? Đây chưa phải nơi mà cậu có thể tới. Mau quay về đài chữ Long của cậu đi. Hoa Quốc có lệnh cấm từ đời tổ tiên. Thiên tử chưa có lệnh gọi thì thái tử tuyệt đối không được phép xuất hiện tại Thiên Tử Các. Thái tử muốn vào chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là thiên tử gọi đến để truyền lại ngôi vị. Thứ hai là thiên tử băng hà, thái tử đến kế vị. Bây giờ thiên tử vẫn chưa băng hà, mà thái tử lại dám xông vào Thiên Tử Các, đã đi ngược với lời giáo huấn của tổ tiên. Điều này có nghĩa là gì chứ? Thật sự khiến mọi người ớn lạnh sống lưng. Thiên tử cau mày, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm thái tử đang bước tới. Thái tử cúi người nói, thiên tử, ông Tần, ông Giang, thủ trưởng, tôi nghe nói Hoa Quốc có động tĩnh lạ, thiên tử các bị kẻ gian nắm giữ, trong lòng lo lắng cho Hoa Quốc, nên mới bất chấp lời giáo huấn của tổ tiên mà tới đây. Hừ, Tần Hán Quốc khịt mũi, nói thái tử, cậu nói bậy, Hoa Quốc rất ổn định. Thiên tử các cũng không bị kẻ gian khống chế. Bây giờ cậu mau rời khỏi đây, quay về đài chữ Long của cậu đi. Không có mệnh lệnh của thiên tử thì cậu không được phép ra khỏi đài chữ Long nửa bước. Nghe thấy vậy, khóe mắt thái tử lóe lên tia sáng. Hắn cúi người đáp, nếu đã như vậy thì tôi có thể yên tâm được rồi. Dứt lời, thái tử quay người rời đi. Chương 1033 nụ cười của kẻ chiến thắng. Các vị quan văn võ thấy cảnh này cũng thắc mắc khó hiểu. Thái tử cứ thế mà đi à? Không hiểu nổi. Có ý gì vậy?
Trong lúc mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên thiên tử nhìn bóng lưng của thái tử, mở miệng nói, nếu đã tới rồi thì tạm thời ở lại, đứng sang một bên đi. Thái tử đã đi được mười mấy mét lập tức bước chậm lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười của kẻ chiến thắng. Sau đó, hắn lại quay người lần nữa, nét mặt nhanh chóng chuyển sang vẻ cung kính, cúi người nói, xin nghe theo lệnh của thiên tử. Đám người Tần Hán quốc thấy thế vội cau mày, nhỏ giọng nói, thiên tử, tuyệt đối không được, không hợp kỷ cương phép tắc. Hơn nữa Tiêu Chính Văn còn chưa tới. Thiên tử hơi nhíu mày, lắc đầu nói, tôi không còn nhiều thời gian nữa, nếu thái tử muốn đến thì cứ để cậu ta đến là được. Dù sao thì Hoa quốc sau này cũng là của cậu ta. Tần Hán quốc nghe xong, cau chặt mày. Bên phía Tiêu Chính Văn, anh vừa ra khỏi đường Đăng Long, thì phía trước bỗng xuất hiện 7 người. Trên người bọn chúng đều toát ra khí thế không giống người bình thường. Hơn nữa đều là cường giả thiên vương. 7 người này đều tỏa ra sát khí lạnh băng. Cả 7 người đều mang theo kiếm. Nếu đám người Giang Vạn Long ở đây thì nhất định sẽ nhận ra bọn chúng. 7 người này là 7 trưởng giáo của kiếm tông. Được xưng với cái tên Thất Kiếm Kiếm Tông. Tiêu Chính Văn cau mày, nhìn 7 người ở không xa trước mặt, lạnh lùng nói, các vị muốn chặn đường bản soái sao? Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, xung quanh đều im lặng như tờ. 7 người ở đối diện, 5 nam 2 nữ, cao thấp không đều, gầy béo khác nhau. Người đứng giữa là người lớn tuổi nhất ước chừng 50-60 tuổi, tóc đã bạc màu, mặc một bộ đồ thái cực quyền màu trắng, bên hông dắt một thanh kiếm. Chỉ cần liếc nhìn đã có thể bị kiếm khí lộ ra ngoài của thanh kiếm làm trọng thương. Lạnh đến thấu xương. Sát khí quá mạnh. Tiêu Chính Văn nhíu mày, đương nhiên có thể nhìn ra được, 7 người này đều đã đạt tới cảnh giới thiên vương. Người lợi hại nhất chính là ông lão đứng ở giữa, chắc hẳn cũng là thiên vương huyền cấp 2 sao trở lên. Từ khí thế có thể thấy, rất có khả năng ông ta đã đạt tới cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao. Tiêu Chính Văn bất giác nhíu chặt mày, trong mắt có tia sáng lóe lên. 7 người này còn khó đối phó hơn nhiều so với những tên cường giả thiên vương trên chiến trường ngoài vùng lãnh thổ. Hơn nữa, còn có một thiên vương địa cấp 3 sao đang sừng sững ở đó. Nếu đổi lại là một cường giả thiên vương bình thường thì đã bỏ chạy từ lâu rồi. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn không hề sợ hãi, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào 7 người đối diện. Dậm chân chạy thẳng về phía bọn chúng. Ông lão đứng ở giữa rút kiếm từ bên hông ra. Kiếm khí của thanh kiếm phát ra, ngay trong khoảnh khắc ấy, rầm một tiếng, trên mặt đất trước mắt Tiêu Chính Văn để lại một vết kiếm vô cùng đáng sợ. Chương 1034, bản soái sẽ giết hết. Tiêu Chính Văn dừng chân, nhăn mặt lại, cúi đầu nhìn vết kiếm trên mặt đất ở trước mặt. Sức mạnh của nhát kiếm này phải là thiên vương huyền cấp 2 sao mới có thể khai triển được. Mà lúc này ông lão đó cũng lạnh lùng mở miệng nói, vua Bắc Lương, tôi nhận lệnh canh giữ ở đây, vẫn mong cậu đừng bước chân qua vạch đỏ ấy. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ chém chết cậu. Nghe xong, vẻ mặt Tiêu Chính Văn khẽ biến đổi, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Sau đó, dưới ánh mắt của 7 người, Tiêu Chính Văn nhấc chân, bước qua vết kiếm mà ông lão tạo ra. Anh nói, bản soái muốn tới thiên tử các, không ai có thể ngăn cản đường đi của bản soái. Bản soái chỉ cảnh cáo ông một lần, nhanh chóng tránh ra, nếu không, bản soái sẽ quy vào tội phản quốc, chém chết ngay tại chỗ. Ông lão cầm kiếm nghe xong, hơi nhíu mày lại, trong đôi mắt mờ đục chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, trầm giọng quát, vua Bắc Lương. Nếu đã như vậy thì tôi không giữ được mạng cho cậu rồi. Giết! Sau tiếng hô giận dữ của ông lão, 7 vị trưởng giáo của kiếm tông lập tức cầm kiếm xông về phía Tiêu Chính Văn. 7 người, 7 thanh kiếm. Mỗi thanh kiếm đều đủ mạnh để khai thiên lập địa. Mỗi thanh kiếm đều đủ mạnh để càn quét thiên hạ. 7 thanh kiếm, đồng thời xông thẳng về phía Tiêu Chính Văn. 7 vị thiên vương đấy. Lúc này, trên tòa nhà cao tầng nào đó ở phía xa. Võ Thí Thiên và ông Long đang lạnh lùng quan sát cuộc chiến ở phía dưới. Ông Long, ông nghĩ rằng ai sẽ thắng? Võ Thí Thiên chắp tay sau lưng, khóe mắt lộ ra tia sáng lạnh tanh. Ông Long nhìn Tiêu Chính Văn và Thất Kiếm bên dưới nói, theo lý mà nói, 7 vị cường giả thiên vương vây giết một mình Tiêu Chính Văn, chắc hẳn 7 cường giả đó sẽ thắng. Huống hồ,
người dẫn đầu còn là một cường giả đã bước một chân vào cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao, Tiêu Chính Văn càng không còn đường sống. Võ Thí Thiên gật đầu nói, ông nói không sai, nhưng tôi lại muốn đánh cược với ông, trận này, Tiêu Chính Văn thắng. Tông chủ, ông nói gì cơ, Tiêu Chính Văn thắng sao? Nghe thấy vậy, ông Long nhíu mày, rõ ràng hơi kinh hãi. Tiêu Chính Văn thắng sao? Nhưng đối thủ là 7 cường giả thiên vương. Còn là 7 trưởng giáo của kiếm tông võ tông hạng 2 của Hoa Hạ. Tiêu Chính Văn một thiên vương huyền cấp 2 sao, làm sao có thể thắng khi bọn họ liên thủ chứ? Nếu có thể thắng, chẳng phải là đủ để khiến cả võ tông chấn động sao? Trên mặt Võ Thí Thiên lại tràn đầy nụ cười tự tin nói, cứ xem đi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hai người vẫn luôn quan sát trận chiến của Tiêu Chính Văn và Thất Kiếm. Hiện trường trận chiến vô cùng đáng sợ. Khắp nơi đều bị kiếm khí càn quét. Một mình Tiêu Chính Văn chống lại 7 vị cường giả thiên vương, quả thật là rơi vào thế bị động. Con dao quân đội năm cạnh trong tay anh không ngừng vung ra, quét thành các đường ánh sáng màu bạc trong không trung. Leng keng, tiếng âm thanh kim loại va vào nhau, không ngừng vang bên tai. Chém. Bỗng nhiên, trong 7 thất kiếm, một người đàn ông có thân hình cường tráng nhất, nước da màu đồng, tay cầm một thanh kiếm răng cưa, vọt lên trên không trung, từ trên cao lao xuống, mang theo khí thế dữ dội và kiếm khí kinh khủng, chém thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Một nhát kiếm như mang theo lực phá cả ngọn núi. Thanh kiếm lao tới, Tiêu Chính Văn nhướng mày, trong mắt lóe lên tia sáng. Anh bỗng giơ tay lên, muốn dùng tay để cản lại thanh kiếm nặng. Chết đi! Người đàn ông cầm kiếm thấy thế, giận dữ hét lên một tiếng, uy lực của thanh kiếm nặng trong tay càng tăng thêm vài phần. Trước giờ chưa có ai dám giơ tay chống đỡ lại thanh kiếm nặng của ông ta. Việc này chẳng khác nào thịt trên thớt gỗ, muốn chống lại con dao mổ. Chắc chắn là tự mình tìm đường chết. Phút, tiếng thanh kiếm bay trong gió. Sau đó, vang lên loạt âm thanh ầm ầm ầm. Thanh kiếm vừa chém xuống, bốn phía xung quanh đều bị kiếm khí khủng khiếp gây chấn động. Trong phút chốc, đất đá tứ tung, khói bụi mù mịt. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một vết nứt đáng sợ. Vết nứt ước chừng rộng nửa cánh tay, dài tới mười mấy mét. Người đàn ông ấy vẫn duy trì động tác cầm kiếm chém xuống. Chờ khi khói bụi tản đi, mọi người mới nhìn rõ, Tiêu Chính Văn vẫn đứng tại chỗ. Hơn nữa anh dùng một nắm đấm cản lại thanh kiếm, mà nắm đấm ấy lại không hề bị chút thương tổn nào. Cậu! Lúc này người đàn ông hết sức kinh hãi khi nhìn thấy cảnh dưới uy lực thanh kiếm nặng của mình mà Tiêu Chính Văn không hề bị thương. Ngay sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ của ông ta, Tiêu Chính Văn cúi người tung ra một cú đấm, giống như sấm chớp, nổ lên ầm một tiếng rồi bay thẳng tới ngực ông ta. Không hổ là cường giả thiên vương, ông ta phản ứng rất nhanh, ngay lập tức thu kiếm về, giơ ngang trước ngực. Một tiếng leng keng vang lên, giống như tiếng chuông đồng. Cú đấm của Tiêu Chính Văn đánh trúng thẳng vào thanh kiếm. Sau đó, trong ánh mắt sợ hãi của người đàn ông ấy và 6 vị trưởng giáo kiếm tông, trên đầu nhọn của trọng kiếm xuất hiện vài vết nứt. Không thể nào! Trong ánh mắt người đàn ông cầm kiếm ấy tràn đầy sự hoảng sợ. Thế nhưng, không chờ ông ta kịp phản ứng lại thì cả người ông ta đã bị cú đấm của Tiêu Chính Văn đánh lùi ra xa. Hai chân ông ta lưu lại trên mặt đất hai vết rãnh dài tới 7-8 mét. Uy lực cú đấm này của Tiêu Chính Văn quá đáng sợ. Đến khi người đàn ông cầm kiếm ấy đứng vững lại thì mới phát hiện trên thanh kiếm có tới 5 vết nứt. Cậu dám làm hỏng kiếm của tôi sao? Người đàn ông đó giận dữ hét lên, trên người bốc lên lửa giận ngút trời. Thanh kiếm này là một vũ khí trung phẩm cấp thiên đấy. Bây giờ lại bị một cú đấm của Tiêu Chính Văn làm rạn nứt. Đối với ông ta mà nói đây chính là một điều sỉ nhục. Việc này còn khó chịu hơn cả với việc giết chết ông ta. Còn Tiêu Chính Văn vẫn sửng dưng đứng tại chỗ, vặn cổ tay nói, cũng đến mức này thôi, nếu trình độ các ông chỉ đến đó, hôm nay, bản soái sẽ giết hàng loạt, khiến toàn bộ các ông nằm lại nơi này. Đê hèn, cuồng vọng. Lúc này, ông lão đứng bên cạnh giận dữ hét lên, cầm kiếm chém thẳng về phía Tiêu Chính Văn. So với uy lực của nhát kiếm ban nãy thì nhát kiếm này không phải chỉ mạnh hơn một chút. Chương 1035, khiến cho người ta không rét mà run.
Tiêu Chính Văn nhìn thanh kiếm mà ông lão chém đến, chẳng những không lùi ra sau mà ngược lại còn trực tiếp đón lấy. Ông lão thấy vậy thì nhíu mày, khí thế khủng bố của Thiên Vương huyền cấp 2 sao trên người bộc phát ra đầy vô tình trong khoảnh khắc này. Thằng danh ngạo mạn, dám chính diện đón nhận nhát kiếm của tôi, chết đi. Ông lão phẫn nộ gầm lên, thanh kiếm hẹp dài trong tay vung lên một nhát cũng toát ra vô số kiếm khí, lạnh lẽo thấu xương. Nhát kiếm này khiến cho nhiệt độ của cả quảng trường hạ xuống âm mười mấy độ chỉ trong nháy mắt. Đặc biệt Tiêu Chính Văn cảm nhận được mạnh mẽ nhất. Nhát kiếm chém ra đó mang theo khí lạnh điên cuồng, đâm vào da thịt, khiến cho người ta không rét mà run. Nhưng Tiêu Chính Văn cũng không chịu tỏ ra yếu thế, anh ném con dao quân đội năm cạnh ra khỏi tay, keng một tiếng, va chạm với thanh kiếm giữa không trung, phát ra tia lửa màu trắng bạc sáng chói. Va chạm giữa hai người tạo ra áp lực khủng bố, giống như một vụ nổ hạt nhân, đột nhiên lan ra khắp bốn phía. Cả quảng trường lập tức ngập tràn kiếm khí lạnh thấu xương. Mặt đất, bức tường bốn bên, trụ đá, toàn bộ đều có vết kiếm đầy khủng bố. Tiêu Chính Văn đứng ở vị trí trung tâm, trong nháy mắt đã đấu với ông lão đó mấy hiệp, bất phân thắng bại. Rầm một tiếng, hai người đột nhiên tách nhau ra. Ông lão lùi ra sau mười mấy bước mới có thể đứng vững lại được. Tiêu Chính Văn cũng trượt ra sau mười mấy mét, khói bụi đầy trời, lúc này mới có thể chậm rãi đứng thẳng người lại. Hai mắt anh đanh lại, ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chăm vào ông lão đang cầm kiếm đứng ở phía xa, đáy mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng. Mạnh thật, thực lực của đối phương đã vượt qua Thiên Vương huyền cấp 2 sao, rất có khả năng đã đặt nửa bàn chân vào cảnh giới Thiên Vương địa cấp 3 sao rồi. Cũng giống như vậy. Lúc này, ông lão cầm kiếm kia cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Ông ta không thể ngờ được rằng Tiêu Chính Văn lại mạnh đến thế, có thể chống đỡ được nhiều đòn của mình tới vậy. Đổi lại là cường giả Thiên Vương bình thường khác, có thể chịu được ba chiêu là đã giỏi lắm rồi. Thế nhưng, ông lão cảm nhận được rõ ràng Tiêu Chính Văn ngang tài ngang sức với mình. Càng đáng sợ hơn là ông ta phát hiện ra Tiêu Chính Văn chẳng qua mới chỉ ở cảnh giới Thiên Vương huyền cấp 2 sao. Nói cách khác Tiêu Chính Văn đã vượt cấp để đối chiến với mình. Đây mới là chuyện khủng bố nhất. Ông lão sống tới từng này tuổi, đây là lần đầu tiên gặp phải một tên quái vật có thể khiêu chiến vượt cấp. Chủ soái Tiêu, tôi cho cậu nốt một cơ hội cuối cùng. Nhanh chóng rút lui, thiên tử các đã có thiên tử, có trăm quan văn võ, còn có cả thái tử nữa. Ông lão phẫn nộ nói, khí thế trên người lúc này đang tăng lên ổn định, giống như một thanh kiếm sắc lạnh hình người, chớp mắt đã đột phá cảnh giới Thiên Vương huyền cấp 2 sao, đặt nửa chân vào cảnh giới Thiên Vương địa cấp 3 sao. Khí thế này giống như sóng biển cuộn trào, nháy mắt đã bao phủ khắp cả quảng trường, mạnh mẽ áp chế về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhíu mày, đương nhiên cảm nhận được uy lực áp chế khủng bố trên người ông lão kia. Còn mạnh hơn mấy phần so với ban nãy. Thế nhưng anh không sợ. Con dao quân đội năm cạnh trong tay lóe lên ánh sáng thấu xương, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, kẻ nào ngăn bản soái lại đều phải chết. Nói xong, Tiêu Chính Văn chủ động tấn công, hai chân mạnh mẽ dẫm lên mặt đất, cả người hóa thành một luồng ánh sáng xông tới giết ông lão kia chỉ trong nháy mắt. Lúc này, ông lão với mái tóc bạc và cặp lông mày trắng đứng sừng sững, kiếm khí trào dâng khắp cơ thể giống như đang hình thành nên một kiếm võng dày đặc bao xung quanh người ông ta. Có thể nhìn thấy, hàng trăm nghìn kiếm khí màu trắng đang quanh quẩn xung quanh người ông lão. Ông ta nhíu cặp lông mày trắng, ánh mắt chợt trở nên lạnh băng, phẫn nộ gầm lên, nếu đã như vậy thì đừng trách tôi vô tình. Kiếm đáng thập tam châu. Ông lão tức tối gào lên, thanh kiếm sắc lạnh trong tay cũng mạnh mẽ đâm về phía Tiêu Chính Văn. Khoảnh khắc đó, khí thế ngất trời trên người ông lão mạnh mẽ hội tụ vào thanh kiếm sắc lạnh trong tay. Kiếm khí dày đặc khắp người cũng tụ lại thành một thanh kiếm khí lạnh băng rất lớn dài tới mười mấy mét, ầm một tiếng, chém về phía Tiêu Chính Văn từ trên cao. Khoảnh khắc đó, Tiêu Chính Văn nhíu mày nhìn kiếm khí quá đỗi khổng lồ đang chém về phía mình mà sởn hết cả tóc gáy. Kiếm khí mạnh quá. Cường giả Thiên Vương bình thường mà chúng phải nhát kiếm này thì chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn lại không hề sợ hãi, thậm chí còn quyết chí xông lên chém giết. Rất đơn giản, Tiêu Chính Văn phải chiến đấu để rửa tội cho mình. Càng chiến đấu tàn khốc, càng chiến đấu vượt cấp thì càng có lợi cho anh.
trong ánh mắt lạnh thấu xương và còn mang theo vẻ mỉa mai của 6 trưởng giáo kiếm tông khác, Tiêu Chính Văn xông lên không chút chần chừ. Hừ, dám khiêu chiến với kiếm đãng thập tam châu của thủ kiếm. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Chương 1036, càn quét. Gã đàn ông vừa bị Tiêu Chính Văn đánh cho choáng váng lại vô tình châm biếm. Nhát kiếm này của thủ kiếm, đến cả chúng ta cũng chỉ có đường tháo chạy, hắn dựa vào đâu mà dám đối kháng. Trận chiến này thủ kiếm thắng chắc rồi. Hoa quốc không còn vua Bắc Lương nữa đâu. 6 người đồng loạt mỉa mai. Mà ở bên trên tầng cao phía xa, ông Long nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng cười nhạt, tông chủ, xem ra ông sắp thua rồi. Trong mắt ông Long, đương nhiên ông ta nhìn ra uy thế của thanh kiếm đó lúc này khủng khiếp tới mức độ nào. Dù có là bản thân ông ta cũng chưa chắc đã có thể bình an vô sự sau nhát kiếm đó. Huống hồ là Tiêu Chính Văn. Một thằng nhãi danh mới đặt chân tới cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao chưa bao lâu. Dũng khí ở đâu ra mà dám đối kháng với nhát kiếm mạnh nhất của cường giả đã đặt nửa bàn chân vào cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao. Thế nhưng, Võ Thí Thiên chắp tay sau lưng, trong mắt lóe lên tia sáng, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, nói chưa rõ thắng thua, lời này nói ra còn quá sớm. Ông Long nhíu mày, lại nhìn về phía Tiêu Chính Văn và ông lão thủ kiếm. Lúc đó, thanh kiếm của ông lão đã mạnh mẽ chém xuống. Tiêu Chính Văn lao ra đón lấy thanh kiếm, nhìn thế nào cũng giống như châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng, vào chính khoảnh khắc đó, khoảnh khắc cả quảng trường đang ngập tràn trong thứ ánh sáng màu trắng của thanh kiếm. Một điểm sáng màu đỏ tươi, giống như ánh sao trời, vô cùng chói lọi đột nhiên xuất hiện. Sau đó, điểm sáng màu đỏ tươi này đột ngột phóng to. Một thanh giáo dài màu đỏ bất chợt xuất hiện trong tay Tiêu Chính Văn. Thanh giáo dài đó nhuộm một màu đỏ tươi, bên trên còn có hoa văn vô cùng sinh động. Là thanh giáo dài liệt long màu đỏ mà Hán Vương sử dụng khi trước. Được tạo nên từ trái tim rồng xích long. Tiêu Chính Văn rút ra thanh giáo dài liệt long vẫn đang bùng cháy ngọn lửa màu đỏ, sau đó mạnh mẽ giơ thanh giáo dài liệt long màu đỏ đó lên, chém ra như rồng, xích long khổng lồ gầm lên một tiếng. Lao thẳng về phía kiếm khí màu trắng đang chém xuống. Trong phút chốc, cả quảng trường đều bị bao phủ bởi bóng dáng khổng lồ của xích long và ngọn lửa màu đỏ rực. Đột nhiên, kiếm khí màu trắng dài mười mấy mét kia vỡ nát giữa không trung chỉ trong nháy mắt. Gừ, rồng phẫn nộ gầm lên. Thế tiến công của Tiêu Chính Văn không yếu, tay cầm thanh giáo dài liệt long màu đỏ, giương thẳng thanh giáo lên, ầm một tiếng, phóng về phía ngực của ông lão đó. Keng! Ông lão đó cũng nhanh chóng phản ứng, giơ kiếm lên đỡ lấy. Thế nhưng, đối diện với thanh giáo dài liệt long màu đỏ này, tất cả mọi vũ khí đều trở thành thứ phẩm. Leng keng! Thanh kiếm dài trong tay ông lão gãy đôi rồi vỡ vụn. Sau đó, thanh giáo dài liệt long màu đỏ lại mạnh mẽ đập vào ngực của ông lão, khiến cho ông ta bay thẳng ra xa. Chương 1037, tha mạng. Dầm! Cả người ông lão đập vào cột đá cực lớn, sau đó rơi xuống làm mặt đất xuất hiện cái hố sâu hình người. Khói bụi bay tứ tung khắp cả quảng trường. Mọi người đều ngây người khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đó là thủ kiếm trong thất kiếm đấy. Là cường giả chỉ còn nửa bước nữa là đạt đến cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao. Lúc này lại bị đánh bại. 6 trưởng giáo kiếm tông còn lại cũng ngạc nhiên và khiếp sợ, thậm chí không dám thở mạnh. Lúc này trong mắt mọi người, Tiêu Chính Văn đứng tại đó, thanh giáo dài liệt long trong tay như hiện lên ngọn lửa màu đỏ. Xoạt, thanh giáo dài lướt qua trong tay anh, uy thế đáng kinh ngạc. Ở đằng xa kia, 6 trưởng giáo kiếm tông cũng lập tức lao đến chặn ngay trước mặt Tiêu Chính Văn, trong mắt họ đều hiện lên lửa giận ngùn ngụt. Thằng danh, cậu dám. Thủ kiếm, ông không sao chứ. Làm thủ kiếm của kiếm tông bị thương, Tiêu Chính Văn. Cậu muốn sống mái một phen với kiếm tông phải không? Tiêu Chính Văn cầm thanh giáo dài liệt long màu đỏ trong tay, toát ra sát khí bức người nói, tôi đã nói rồi, kẻ nào ngăn cản tôi thì phải chết. Nếu các ông cứ u mê cố chấp thì hôm nay tôi phải mở một cuộc tàn sát giết thất kiếm của kiếm tông. Láo xược! Cậu dám! Muốn chết hả? 6 trưởng giáo của kiếm tông tức giận lập tức lao đến giết Tiêu Chính Văn.
quảng trường lập tức nổ ra một trận chiến ác liệt hơn. Một mình Tiêu Chính Văn đánh với 6 trưởng giáo kiếm tông. Võ Thí Thiên đứng trên lầu cao nhếch môi cười nói, ông Long, tôi nói có sai không? Lúc này ông Long đã ngây người sửng sốt. Ông ta không ngờ Tiêu Chính Văn lại thật sự vượt cấp vượt qua thử thách. Thứ càng đáng sợ hơn là thanh giáo giải liệt long màu đỏ trong tay anh. Tông chủ, đó là thanh giáo được tạo thành từ tim rồng xích long. Ông Long nói. Đôi mắt Võ Thí Thiên lóe lên tia sáng nói, tôi biết chứ, hóa ra tim rồng xích long ở trong người cậu ta. Quả nhiên Tiêu Long là một người giỏi đánh cờ. Tông chủ, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tiêu Chính Văn có tim rồng xích long, chuyện này không hề đơn giản. Ông Long lo lắng nói. Tim rồng xích long là thứ mà biết bao nhiêu người truy tìm cả đời. Nghe nói có được 5 quả tim rồng thì có thể mở ra cánh cửa của long tộc, lấy được cuốn sách quý đi đến cảnh giới đế cảnh. Võ Thí Thiên cũng nhíu mày nói, không sao, tim rồng hắc long đang ở Võ Thần Tông. Đợi mấy tháng nữa tôi có thể hoàn thành lễ rửa tội dung hợp với tim rồng hắc long. Đến lúc đó, tim rồng xích long này chắc chắn là của tôi. Bây giờ tạm thời cứ để trong người Tiêu Chính Văn, dùng máu của nhà họ Tiêu để nuôi dưỡng quả tim rồng này. Tôi hiểu rồi. Ông Long đáp. Lúc này ở bên dưới, trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và 6 trưởng giáo kiếm tông càng ác liệt hơn. Tiêu Chính Văn 1-6, anh càng đánh càng hăng, dần dần chiếm thế thượng phong. 6 trưởng giáo của kiếm tông cũng càng đánh càng cảm thấy kinh ngạc. Càng đánh càng kiệt sức. Họ không dám tưởng tượng tên quái vật Tiêu Chính Văn này lại mạnh như thế. Anh càng đánh càng mạnh trong sự tấn công dồn dập của 6 người. Thậm chí uy lực trên người Tiêu Chính Văn đã bắt đầu thay đổi. Không ổn rồi, thằng danh này đang lợi dụng chúng ta để đột phá cảnh giới. Lúc này một người trong đó tức giận hét lên. 5 người còn lại nghe thế đều nổi giận. Muốn lợi dụng chúng ta làm bàn đạp để phá cảnh giới à? Các vị cùng lên đi. Được, vậy lục kiếm hợp nhất. Vừa dứt lời, 6 trưởng giáo kiếm tông lần lượt đứng ở 6 vị trí quanh Tiêu Chính Văn, tay cầm thanh kiếm dài, sau đó đồng loạt lao đến giết Tiêu Chính Văn. Lục kiếm hợp nhất. Ngay lập tức, xung quanh đều bị sức mạnh đáng sợ của 6 đường kiếm bao trùm lấy. Lục kiếm hợp nhất là tuyệt chiêu của Thất Kiếm kiếm tông. Vốn dĩ là Thất Kiếm hợp nhất. Nhưng hiện giờ thủ kiếm đã bị thương nặng, hàn kiếm bị hỏng, không thể thực hiện Thất Kiếm hợp nhất được nữa. Nhưng lục kiếm hợp nhất cũng có sức mạnh đáng kinh ngạc, dễ dàng giết chết một cường giả cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao. Lúc này Tiêu Chính Văn cau mày, anh cũng cảm nhận được kiếm khí đáng sợ và cảm giác nguy hiểm khi nhìn đòn tấn công kết hợp đến từ 6 hướng. Lục kiếm hợp nhất này chém trời phá đất, quét ngang hàng chục nghìn quân mã. Tiêu Chính Văn, chết đi. Lục kiếm hợp nhất bỗng chốc như một đóa hoa sen lao đến chỗ Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cầm thanh giáo giải liệt long màu đỏ chém ngang ra. Keng keng keng. 6 thanh kiếm đều bị chém đứt trong thoáng chốc. Đồng thời, Tiêu Chính Văn cũng vung thêm một đòn nữa. Rầm rầm rầm. 6 người cũng bị Tiêu Chính Văn đánh văng ra xa mấy chục mét rồi rơi xuống đất. Phụt. 6 người đều hộc ra máu. Tay ôm ngực. Tiêu Chính Văn cầm thanh giáo giải bước về phía một người trong đó, thanh giáo giải chĩa vào người đó, ánh sáng màu đỏ bỗng toát ra sát khí ngùn ngụt. Kiếm tông vốn dĩ không nên xen vào những chuyện này. Các ông lại bán mạng cho thái tử, phá vỡ quy định của Bục Cao Hoa Quốc và Võ Tông. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Một trưởng giáo kiếm tông nằm dưới đất cười nhạo nói, chủ soái Tiêu, ai thắng thì làm vua. Võ Tông và Bục Cao Hoa Quốc vốn dĩ là một. Bán mạng cho thái tử chỉ là lựa chọn để kiếm tông tôi có thể duy trì. Cuối cùng rồi Hoa Quốc cũng sẽ đổi thiên tử, tất nhiên là kiếm tông muốn tìm chỗ dựa mới. Chương 1038 có gặp nguy hiểm tôi cũng phải đi. Nghe ông ta nói thế, Tiêu Chính Văn nhíu mày, ánh mắt sắc bén bỗng nhìn về phía thiên tử các. Soạt, Tiêu Chính Văn cất thanh giáo vào, lạnh lùng nói. Hôm nay tôi không giết các ông là vì nể tình kiếm tông từng giữ vững cửa biên giới cho Hoa Quốc trong cuộc chiến với các nước. Đây là tôi trả công ơn cho kiếm tông các ông. Dứt lời, Tiêu Chính Văn cất bước rời đi. Lúc này 6 trưởng giáo kiếm tông bò dậy, ngay cả thủ kiếm đó cũng ôm ngực đứng dậy nhìn về hướng Tiêu Chính Văn rời đi. Chủ soái Tiêu, lúc này mà đi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, cậu thật sự muốn đi sao?
Ông lão hỏi. Tiêu Chính Văn không quay đầu lại nói, có gặp nguy hiểm tôi cũng phải đi. Tôi tuyệt đối không thể để Hoa Quốc rơi vào tay kẻ có mưu đồ xấu xa. Nói xong, Tiêu Chính Văn rời khỏi tầm mắt của mọi người. Nhưng anh lại không đến Thiên Tử Các ngay mà đi đến địa cung. Lấy long kiếm. Chẳng mấy chốc Tiêu Chính Văn đã đến địa cung. Lúc này Hộ Long Kỵ đang đứng canh giữ trước cửa địa cung. Thấy Tiêu Chính Văn đến, họ không ngăn anh lại. Tiêu Chính Văn cũng đi thẳng vào trong địa cung, nhìn thấy long kiếm sừng sững trên bục kiếm, cả thân kiếm đều là màu vàng óng ánh. Lúc này long kiếm cũng có cảm ứng phát ra tiếng kêu. Tiếng kêu này bỗng chốc truyền từ địa cung ra cả Long Kinh. Lúc này trên quảng trường Thiên Tử Các, mọi người đều cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp của kiếm. Hơi thở thiên tử yếu ớt, hai mắt bỗng bắn ra tia bạo phát. Long kiếm! Cậu ấy đến rồi! Thiên tử nói, môi nhếch lên nụ cười bình thản. Thái tử ở bên cạnh sắc mặt lại rất khó coi. Mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía cổng chính ở một bên. Trong địa cung, Tiêu Chính Văn bước đến trước mấy bước rồi giơ tay lên, long kiếm bay thẳng vào trong tay Tiêu Chính Văn. Xoẹt! Tiêu Chính Văn tiện tay vung một đường, kiếm khí màu vàng bao trùm khắp cả địa cung. Sau đó Tiêu Chính Văn xoay người, tay cầm long kiếm tràn đầy sức mạnh đi thẳng đến Thiên Tử Các. Lúc này, trên quảng trường Thiên Tử các quan chức văn võ đều ngước mắt nhìn về phía cổng. Một bóng người mang theo uy lực cầm long kiếm màu vàng từng bước đi đến. Nhìn thấy người đó, mọi người đều hít sâu một hơi khí lạnh. Là, vua Bắc Lương. Cậu ấy đến rồi, đến thật rồi. Mọi người nhìn kìa, là long kiếm. Cậu ấy có thể cầm long kiếm. Mọi người đều thảng thốt. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Chính Văn cầm long kiếm, vẻ lạnh lùng hiện lên trong đáy mắt, nhấc chân bước qua cánh cửa Thiên Tử Các, sau đó từ trước mặt hàng trăm quan chức đang quỳ dưới đất đi thẳng đến trước mặt thái tử. Xoẹt! Long kiếm màu vàng giơ lên cao, Tiêu Chính Văn chém một nhát về phía thái tử. Thần kinh mọi người đều trở nên căng thẳng. Không ai dám thở mạnh. Thấy long kiếm sắp chém vào người thái tử, tim mọi người như bị nhấc ra khỏi cổ họng. Nhưng cuối cùng long kiếm dừng lại cách cổ thái tử khoảng một tấc. Thái tử chắp hai tay ra sau lưng đứng tại chỗ không động đậy, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Phải nói là thái tử quả thật có khí thế dù Thái Sơn sụp đổ cũng không hoảng loạn. Tiêu Chính Văn cầm long kiếm chĩa về phía thái tử khiến mọi người chấn động. Ông Lạc là người đầu tiên bước ra chỉ vào Tiêu Chính Văn và quát, vua Bắc Lương, cậu sắc sược lắm rồi đó. Cậu dám cầm kiếm chĩa vào thái tử, là phạm thượng, là tội chết sẽ bị tru di cửu tộc. Thế nhưng Tiêu Chính Văn liếc nhìn ông Lạc khiến ông ta hoảng sợ lùi lại mấy bước. Vì ngay lúc đó ánh mắt Tiêu Chính Văn quá đáng sợ. Vô cùng khủng khiếp. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn thái tử đang mỉm cười đứng chắp tay sau lưng nói, 1000 binh sĩ áo giáp sắt đen ở đường Đăng Long là do anh sắp xếp đúng không? Chương 1039, Thiên Tử qua đời. Thái tử mỉm cười không phủ nhận nói, là tôi. Tiêu Chính Văn nhíu mày, long kiếm trong tay lại bộc phát thêm mấy phần uy lực, vô cùng đáng sợ. Thất kiếm cản đường tôi cũng là do anh sai khiến đúng không? Tiêu Chính Văn lại hỏi, sát khí ngút trời hiện lên giữa hai hàng mày. Cũng là tôi. Thái tử tiếp tục thừa nhận. Lúc này cả quảng trường đều lặng im như tờ. Mọi người không dám thở mạnh, chỉ sợ thở thôi cũng sẽ gây ra chuyện lớn kinh thiên động địa. Lúc này uy lực trên người Tiêu Chính Văn đã đạt đến mức cao nhất. Kiếm khí long kiếm trong tay anh tỏa ra khắp bốn phía. Khí thế kiếm khí màu vàng lướt qua cả hàng chục nghìn km. Vút! Tiêu Chính Văn giơ tay lên vung kiếm chém xuống. Mọi người đều trợn to mắt. Tiêu Chính Văn muốn giết thái tử. Tiêu Chính Văn, dừng tay. Lúc này thiên tử cao giọng gọi. Long kiếm trong tay Tiêu Chính Văn đang chém xuống bỗng chốc dừng lại. Nhưng kiếm khí của long kiếm đã cắt một đường nhẹ trên cổ thái tử. Máu chảy xuống dọc theo cổ của thái tử, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Lúc này thiên tử được mấy người Giang Vạn Long đỡ đứng dậy bước đến trước. Tiêu Chính Văn cau mày, vung long kiếm trên tay cất vào thắt lưng, sau đó xoay người kinh hãi nhìn về phía thiên tử lúc này đã trở nên già cỗi. Mới bao lâu không gặp mà thiên tử đã thành ra như vậy rồi. Thiên tử! Tiêu Chính Văn nói.
Thiên tử lắc đầu xua tay nói, cậu đến đúng lúc lắm, trước mặt các quan chức, tứ lão Long Các, thập lão chiến bộ và thái tử, tôi phong cậu làm đại nguyên soái Hoa Quốc. Ông ấy vừa dứt lời, các quan chức quỳ xuống lớn giọng hô, chào đại nguyên soái Hoa Quốc. Mấy người Giang Vạn Long và thập lão chiến bộ cũng vui mừng ra mặt. Lúc này thái tử đứng một bên đã cau chặt mày. Tiêu Chính Văn được phong làm đại nguyên soái Hoa Quốc là chuyện đã chắc chắn. Tiêu Chính Văn cũng quỳ một gối xuống nói, tuân lệnh thiên tử. Thiên tử mỉm cười đỡ Tiêu Chính Văn đứng dậy, thành khẩn nói, Tiêu Chính Văn, sau này Hoa Quốc sẽ giao cho lớp trẻ các cậu. Cậu nên cố gắng hỗ trợ cho thái tử, mở rộng sự nghiệp muôn đời cho Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn nhíu mày nhưng vẫn kính cẩn đáp, vâng. Sau đó thiên tử nhìn thái tử nói, thái tử, cậu là gốc rễ của Hoa Quốc, màn kịch náo loạn này nên kết thúc rồi. Sau này Hoa Quốc là của cậu, tôi mong cậu có thể một lòng vì nước vì dân. Thái tử vội vàng cúi người xuống nói, thiên tử chỉ dạy chí phải, tôi phải cố gắng hết sức vạch ra kế hoạch phát triển Hoa Quốc. Trời đất chứng giám cho lời nói này. Thiên tử gật đầu. Sau đó ông ấy nhìn Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Chính Văn, cậu hãy nhớ câu này của tôi, long kiếm nằm trong tay cậu, nếu ông trời bất công, cậu có thể cầm kiếm đánh phạt. Nếu thiên tử mới không biết đúng sai, cậu cũng có thể dùng kiếm giết thiên tử mới. Từ xưa đến nay, long kiếm là kiếm dùng để uy hiếp thiên tử, cậu hiểu chứ? Tiêu Chính Văn gật đầu nói, tôi hiểu. Thái tử đứng một bên khẽ biến sắc, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ý của thiên tử đã rất rõ ràng rồi, là đang mỉa mai và uy hiếp hắn. Sau đó, thiên tử xoay người nhìn lên bầu trời, nhìn tấm bia không chữ, lớn giọng nói, cả đời tôi chỉ có một sự nuối tiếc là chưa từng so cao thấp với trời. Tôi không cầu được ghi danh vào lịch sử, không cầu được nhân dân ca ngợi, chỉ cầu làm một người không hổ thẹn với lương tâm. Bắt đầu từ hôm nay, thái tử sẽ kế vị tôi. Ông ấy dứt lời, thái tử lập tức quỳ xuống. Lạy ba lạy với các quan chức văn võ đại thần. Sau đó thiên tử dần ngã xuống trong tầm mắt của mọi người. Tiêu Chính Văn nhanh chân bước đến đỡ lấy thiên tử. Thiên tử! Tiêu Chính Văn lớn giọng gọi. Lúc này bầu trời Long Kinh hiện lên một đường long khí quốc vận màu vàng xoay vòng, sau đó biến mất trên bầu trời Long Kinh. Cùng lúc đó, một luồng long khí nhạt tản ra khắp cả hàng chục nghìn km trên lãnh thổ Hoa Quốc. Lúc này mọi người dân Hoa Quốc đều cảm nhận được, mọi người buông công việc trong tay xuống, quỳ xuống về hướng của Long Kinh. Trên quảng trường Thiên Tử Các, các quan chức quỳ xuống đất, lớn giọng hô Thiên Tử. Hôm nay Thiên Tử Hoa Quốc qua đời. Quốc tang. Cả Long Kinh chìm trong màu trắng tang thương. Hàng nghìn thành phố ở Hoa Quốc cũng chìm trong màu trắng. Nhân dân cả Hoa Quốc tự nguyện để tang 7 ngày. 7 chiến khu lớn của Hoa Quốc đều treo cờ trắng. Đây là sự tôn kính lớn nhất của họ với Thiên Tử Hoa Quốc. Thiên Tử giữ chức vị 30 năm, văn võ song toàn, công lao cao như núi, đánh lui các nước, phát triển Hoa Quốc, đưa đất nước đi lên ngày càng lớn mạnh hơn. Cùng lúc đó, Hoa Quốc cũng trịnh trọng tuyên bố với thế giới, Thiên Tử qua đời. Trong ngày hôm nay, các nước đều lần lượt gửi công điện đến chia buồn với Hoa Quốc. Các nước liên minh hạ thấp cờ xuống để tỏ lòng tưởng nhớ Thiên Tử. 7 ngày sau quốc tang, Thiên Tử được đưa vào Hoàng Lăng, vào bục cao của Tổ Miếu. Cả Long Kinh, người người tập trung đông đúc, khóc thương cả con phố dài hàng chục km. Ngày hôm đó, Thái Tử cũng kế vị. Cùng lúc đó ở Võ Thần Tông, Võ Thí Thiên đứng trước cửa tông môn của Võ Thần Tông nhìn con đường dài treo cờ trắng hàng chục mét của Long Kinh nói, một đời nam nhi trai tráng của tôi, một đời chinh chiến của tôi chẳng qua cực kỳ nhỏ bé trong thiên hạ này, thời gian trôi qua cực nhanh. Thiên tử công lao cao như núi, được người đời sau kính nể, nhưng trong lịch sử dài đằng đẵng đó cũng chỉ là một chốc thoáng qua mà thôi. Chỉ có trường sinh mới là sự theo đuổi lớn nhất cả đời tôi. 2 tháng nữa tôi đã có thể đột phá cảnh giới thiên thần tìm đến con đường trường sinh. Ông Long ở phía sau kính cẩn nói, tông chủ chỉ còn một chút nữa là đột phá bước vào cảnh giới thiên thần cảnh giới tối thượng. Lúc này, Tổ Miếu Hoa Quốc ở Long Kinh. Tiêu Chính Văn mặc chiến bào hoa văn rồng xanh, bên ngoài khoác đồ tang, đằng sau là 3.000 hộ Long Kỵ mặc áo giáp đen. Tứ lão Long Các, thập lão chiến bộ, thập lão tông miếu võ tông và các vị quan chức quan trọng cũng có mặt ở đây.
anh bê hũ cho cốt của thiên tử từng bước đi vào tổ miếu. Làm xong hết mọi chuyện, Tiêu Chính Văn rời khỏi tổ miếu. Nhưng, trước mặt, xung quanh bỗng xuất hiện một nhóm binh sĩ cầm súng. Bao vây mấy người Tiêu Chính Văn ở bên ngoài tổ miếu. Tướng quân dẫn đầu đoàn quân cầm lá bài của thiên tử mới nhậm chức cao giọng nói, nghe lệnh của thiên tử mới, bắt tên phản đồ Tiêu Chính Văn. Chương 1040 toàn bộ mọi người đều chấn động. Toàn bộ mọi người đều chấn động. Thiên tử cũ vừa được đưa vào tổ miếu thì thiên tử mới đã vội vã muốn bắt giữ các quan chức cũ. Ngay lập tức, sắc mặt Tần Hán Quốc hết sức u ám, ông ấy bước ra nhìn sĩ quan cấp tướng đó, tức giận nói cậu nói cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem, ai phản nước, cậu hỏi hết tướng sĩ Hoa Quốc, hỏi người dân Hoa Quốc, hỏi bọn tôi xem ai mới là kẻ phản nước. Sĩ quan đó khiếp sợ khí thế của ông Tần, chỉ sửng sốt đứng đó hồi lâu mà vẫn chưa thể nói gì được. Sáng sớm lúc nhận được nhiệm vụ, sĩ quan này cũng ngơ ngác, lòng thấp thỏm không thôi. Nhưng hắn không thể chống lại lệnh của thiên tử mới. Hắn nói, ông Tần, tôi cũng chỉ làm theo lệnh. Mong ông Tần đừng làm khó thuộc hạ. Làm khó, tôi thấy các cậu mới là đám phản nước đấy. Ông Tần phẫn nộ quát. Thủ trưởng quân đội ở một bên cũng sầm mặt, chắp tay ra sau bước đến trước nhìn chằm chằm sĩ quan đó, lạnh lùng nói cậu nói lại những gì cậu vừa nói xem. Thấy thủ trưởng đã ra mặt, sĩ quan đó càng e dè, chỉ có thể tỏ vẻ oan uổng nói, thủ trưởng, thiên tử mới, muốn mời chủ soái Tiêu đến thiên tử các nói chuyện. Hết cách rồi, hắn chỉ đành nói thế thôi. Mấy người khác còn muốn nói gì đó nhưng Tiêu Chính Văn xua tay nói, các vị các lão, thủ trưởng tôi đến đó một chuyến xem sao. Dứt lời, Tiêu Chính Văn cất bước rời khỏi tổ miếu trong ánh mắt của mọi người. Chuyện này, ông Giang, chúng ta phải làm gì đây? Tần Hán Quốc lo lắng nhìn Giang Vạn Long. Giang Vạn Long cũng cau mày, mắt lóe lên tia sáng. Thiên tử mới này làm việc quá hấp tấp. Thủ trưởng, nếu thiên tử mới cố chấp gán tội cho Tiêu Chính Văn thì quân đội các ông nên làm sao? Giang Vạn Long bỗng quay đầu lại nhìn thủ trưởng quân đội. Thủ trưởng cũng nhíu mày rơi vào trầm tư trong chốc lát. Chuyện này đồng nghĩa với việc phải lựa chọn giữa thiên tử mới và Tiêu Chính Văn. Do dự một lúc, thủ trưởng nghiêm túc nói tôi không tin Tiêu Chính Văn sẽ phản nước. Chỉ một câu ngắn gọn thế thôi đã tỏ rõ ý của thủ trưởng. Cũng tỏ rõ ý của quân đội. Giang Vạn Long gật đầu nói, vậy chúng ta nên chuẩn bị trước mọi thứ. Mọi người khẽ gật đầu. Long Kinh lại dấy lên sóng gió lần nữa. Lúc này Tiêu Chính Văn đã đến thiên tử các, vẫn là sảnh lớn 9 tầng quen thuộc, vẫn cách trang trí quen thuộc đó. Nhất là bàn cờ trong sảnh lớn. Lúc này thiên tử mới đứng trên sân thượng mà thiên tử cũ hay đứng nhìn ra cả Long Kinh, bên cạnh là ông Lạc. Lúc này Tiêu Chính Văn bước vào, thiên tử mới lập tức xoay người lại, mỉm cười nói, chủ soái Tiêu, mời ngồi. Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, không ngồi xuống mà hơi cúi người nói, Tiêu Chính Văn chào thiên tử. Thiên tử mới mỉm cười rất hài lòng với thái độ của Tiêu Chính Văn. Sau đó thiên tử mới ngồi cạnh bàn cờ rồi lại giơ tay ra hiệu nói, chủ soái Tiêu chơi với tôi một ván nhé. Tiêu Chính Văn nhìn bàn cờ, đây là ván cờ còn Giang dở thiên tử cũ để lại. Tiêu Chính Văn ngẫm nghĩ rồi ngồi xuống, sau đó cầm quân cờ màu trắng trong hộp lên tùy ý đặt xuống. Nhìn có vẻ tùy ý nhưng lại có ẩn ý bên trong. Thiên tử mới nhìn vị trí Tiêu Chính Văn đặt cờ khẽ mỉm cười, rồi cầm quân cờ đen đặt xuống. Lạch cạch, cả tầng 9 thiên tử các chỉ có tiếng quân cờ đặt xuống bàn cờ, ngoài ra không còn âm thanh nào khác. Cả thiên tử các đều cực kỳ yên tĩnh. Ông Lạc đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn ván cờ của hai người. Nước đi của Tiêu Chính Văn nhìn có vẻ tùy ý nhưng lại là nước cờ có bố cục rõ ràng từng bước. Thiên tử mới lại từng bước ép sát, không ngừng tấn công. Trên bàn cờ lúc này rõ ràng là một trận chiến rất kịch liệt. Hai bên điều động binh tướng liên tục thay đổi chiến thuật, cực kỳ ác liệt. Ông Lạc đứng một bên nhìn hồi lâu, trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 52.